Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2171, xã Ôn Nhu 4. Trương đại quan nhân cuối cùng cũng minh bạch sự tồn tại của vết máu trên giường, hắn xấu hổ ho khan hai tiếng, trên thực tế, hắn lúc này quả thực không biết nên nói gì, chuyện này mình làm thật sự là rất tồi, nếu chuyện này để Tiết Thế Luân biết, Trương đại quan nhân không dám nghĩ tiếp, không phải sợ, mà là chột dạ. Trương Dương cầm giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy nói, tôi còn có việc, đi trước đây. Hắc quả phụ nói, gấp thế. Trương Dương nói, thực sự có việc, chuyện tối hôm qua. Hắc quả phụ bật cười khanh khách, được rồi, em biết anh muốn nói gì, chuyện đã qua rồi, em sẽ không nhớ đâu. Trương đại quan nhân mang theo cái đuôi ra khỏi chỗ ở của Hắc quả phụ, chiếc Bugatti Veyron vẫn thành thành thật thật nằm trong gara, hắn trước tiên đưa xe tới tiệm xe sang của Tiết Vĩ Đồng. Càng nghĩ tới chuyện này càng thấy bực, sao sơ ý như vậy? Ngày hôm qua là 15 âm lịch, đêm trăng tròn thường thường là lúc cổ độc phát tác, mình trước đó đã phát tác một lần rồi, nhưng vẫn thiếu cảnh giác. Thật ra cái này cũng không thể trách hắn sơ ý, Trương đại quan nhân rất có lòng tin đối với y thuật của mình, hơn nữa hắn lại có đại thừa quyết, thông qua một đoạn thời gian điều trị, hắn cho rằng mình cho dù không thể triệt để thanh trừ cổ độc trong cơ thể thì cũng có thể trì hoãn cổ độc phát tác, nhưng không ngờ cổ độc này lợi hại như vậy. Nhớ tới tối hôm qua mình cơ hồ suốt cả một đêm mất ý thức, Trương đại quan nhân trong lòng bất giác có chút nghĩ mà sợ, nếu Hắc quả phụ là kẻ thù của hắn, tối hôm qua cho dù xuống tay giết hắn thì hắn cũng không có sức hoàn thủ. Trương Dương đưa xe Bugatti Veyron về, cũng may Tiết Vĩ Đồng vẫn chưa đi làm. Trương đại quan nhân không dám ở lâu, sau khi đưa xe thì lập tức rời đi. Hắn cảm thấy trong lòng rất loạn, Trương Dương không trở về ban chú kinh, cũng không tới Hương Sơn biệt viện. Thằng cha này ma xui quỷ khiến thế nào tới Thanh Hoa Viên, hắn hiện tại cần một người để tâm sự, người trong lòng nghĩ đến là Trần Tuyết. Trương Dương ở trong thư viện của Thanh Hoa Viên tìm được Trần Tuyết, cô ta đang phân loại và chỉnh lý sách cổ. Trong thư viện rất yên tĩnh và vắng vẻ, không gian lớn như vậy chỉ lưa thưa vài người, Trần Tuyết đứng trên thang cao sửa sang lại sách cổ ở tầng cao nhất, đây là công tác không có tiền lương, Trần Tuyết từ đại học năm nhất đã bắt đầu thường xuyên tới đây giúp, hiện giờ cô ta đang học thạc sĩ. Sau khi học xong thì thường ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương tới dưới thang, ngẩng đầu nhìn lên với công lực của Trần Tuyết chắc đã sớm nhìn thấy hắn tới, nhưng Trần Tuyết vẫn làm việc của mình. Một đoạn thời gian không gặp, cô ta đã cắt tóc ngắn, mặc áo trắng, quần bò màu xám, Trương đại quan nhân bất giác nhớ tới Hắc quả phụ, trong lòng so sánh Trần Tuyết và cô ta, loại nháy quyến rũ của Hắc quả phụ trong nháy mắt trở nên tục khí. Trần Tuyết sắp xếp xong giá sách trên cùng thì mới từ từ đi xuống, Trương Dương vươn tay ra đỡ cô ta, Trần Tuyết quay sang nhìn hắn một cái, tay Trương Dương lập tức khựng ở đó, Trần Tuyết trước giờ vẫn luôn không dính khói lửa là như thế này, Trương đại quan nhân ở trước mặt cô ta không ngờ lần đầu tiên sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Trần Tuyết do dự một chút, vẫn đưa tay vào lòng bàn tay Trương Dương, để hắn đỡ đi xuống. Ra tay cô ta nhẵn nhụi, nhưng nhiệt độ so với người bình thường thì lạnh hơn một chút. Đến đây lúc nào vậy? Trương Dương nói, được hai ngày rồi, lần này tới vì chuyện quyên góp từ thiện cho Bắc Cảng. Trần Tuyết gật gật đầu. Trương Dương nhìn chung quanh rồi nói khẽ có thể ra ngoài đi dạo một chút không? Trần Tuyết nói, được. Hai người ra khỏi thư viện, dọc theo rừng cây bên trái mà đi, vẻ mặt Trần Tuyết không vui không buồn, bình tĩnh giống như hồ nước, Trương đại quan nhân thì tuét miệng, tựa hồ rất vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lúc này lại nổi sóng, thật sự rất mâu thuẫn. Trần Tuyết nói, đại thừa quyết của anh đã có chút thành tựu, nhưng khí tức vì sao tán loạn như vậy? Bị thương à, hay là luyện công tới đường rẽ? Chỉ từ những lời này của Trần Tuyết, Trương đại quan nhân có thể suy đoán ra sinh tử ấn của cô ta tiến cảnh thần tốc, hắn cuối cùng cũng vì sao mình ngay lập tức tới đây tìm Trần Tuyết. Tuy rằng hai người bình thường rất ít trao đổi, nhưng cũng không biết vì sao luôn cảm thấy Trần Tuyết là người hiểu hắn nhất. Trương Dương nói, cô còn nhớ chuyện tôi lần trước tới kinh thành không? Trần Tuyết gật đầu. Trương Dương nói, khi cô và tôi tới trường ngựa, con ngựa đua đã chết. Đuôi lông mày của Trần Tuyết nhướn lên, dừng chân, chăm chú nhìn vào hai mắt Trương Dương. Trương đại quan nhân thấp giọng thở dài, tôi chắc là bị người hạ cổ độc. Trong mắt đẹp của Trần Tuyết lóe lên một tia quan tâm, ngữ khí của cô ta lại vẫn bình thản, thế là sao? Trương Dương đem chuyện cổ độc của mình phát tác nói với Trần Tuyết, một lần ở Nam Triều Tiên, một lần vào ngày hôm qua. Hơn nữa lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, tối hôm qua khi cổ độc phát tác, hắn không ngờ mất ý chí,
thực sự chứng kiến hắn tối hôm qua bị cổ độc phát tác chỉ có một người, đó chính là Hắc Quả Phụ, nhưng Trương Dương không cho rằng Hắc Quả Phụ có liên quan tới việc mình bị hạ cổ, dù sao tối hôm qua là mình chủ động tìm tới Hắc Quả Phụ, tuy rằng thực sự là mình trúng cổ độc, nhưng Trương Dương không đem chi tiết cá nhân trong đây nói ra. Một là ngại xấu hổ mở miệng, thứ hai là sợ chuyện này sẽ làm Trần Tuyết sinh ra suy nghĩ gì đó. Trần Tuyết nghe hắn nói xong thì nói khẽ, nói như thế Liễu Đan Thần kia hình như có chút vấn đề. Trương Dương nói, tôi cũng thấy cô ta có chút cổ quái. Trần Tuyết nói, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tôi tuy rằng không là cổ độc gì, nhưng tôi tin người có thể chữa khỏi cho anh tất nhiên phải là người hạ cổ, vì sao anh không đi tìm Liễu Đan Thần? Trương Dương nói, trong lòng tôi không có chủ ý, cho nên muốn tìm cô thương lượng một chút. Trần Tuyết có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, trong ấn tượng của cô ta Trương Dương chưa bao giờ do dự như hôm nay tôi đi với anh. Những lời này của cô ta chứng minh cô ta không phải là lạnh lùng như ngoài mặt, thật ra cô ta cũng rất quan tâm tới chuyện của Trương Dương. Trương Dương lắc đầu nói, không cần, em soi xong với cô, cảm giác tốt hơn nhiều, tôi tự mình đi được rồi. Trần Tuyết vươn tay ra chủ động nắm cánh tay của Trương Dương, ngón tay đặt lên mạch của hắn, một cỗ nội kình được đưa vào bên trong kinh mạch của Trương Dương. Đối với Trần Tuyết, Trương Đại Quan Nhân chưa bao giờ cảnh giác, hắn nhắm mắt lại. Tùy ý để dòng chân khí này của Trần Tuyết chạy khắp kinh mạch toàn thân của mình, sau khi vận hành một chu thiên thì Trần Tuyết buông cổ tay hắn ra, đôi mi thanh tú nhăn lại, tôi không tra ra kinh mạch của anh có gì dị thường. Trương Dương nói, tôi đối với y thuật cũng được cho là có chút nghiên cứu, võ công cũng được cho là không tồi, nhưng tôi đối với cổ độc thì không có một chút biện pháp nào. Trần Tuyết nói, đừng lo, đại thừa quyết ảo diệu ở chỗ có thể thu toàn bộ năng lượng bên ngoài để dùng. Chỉ cần anh hiểu thấu đáo toàn bộ đại thừa quyết thì cổ độc cũng vô dụng đối với anh. Trương Dương nói, tôi hiện tại như là nữ nhân vậy, cứ mỗi tháng lại gặp phải chuyện này một lần. Trần Tuyết nói, tôi nghe nói cổ độc phát tác càng nhanh, các tử kỳ cũng lại càng gần. Trương Dương nói, tôi không biết mình đắc tội với cô ta chỗ nào, cô ta vì sao phải hạ cổ tôi. Sau khi Trần Tuyết, Trương Đại Quan Nhân tới viện kinh kịch, Liễu Đan Thần đang huấn luyện thính tập, Trương Đại Quan Nhân không đi vào. Mà qua cửa sổ nhìn vào bên trong, nhìn thấy Liễu Đan Thần mặc quần áo luyện tập màu đen, ở hiện trường cùng nam tử thương tới đao đi đánh nhau. Ở bên ngoài đợi hơn 10 phút thì cô ta ra, Liễu Đan Thần tới ngoài cửa nhìn thấy Trương Dương thì cười cười, vẻ mặt lộ ra vẻ lạ lẫm. Trương Đại Quan Nhân cười nói, sao, cô không nhận ra tôi à? Liễu Đan Thần nói, bí thư Trương hôm nay sao có thời gian quang lâm nơi này? Trương Dương nói, vừa hay đi ngang qua. Cho nên thuận tiện tới chơi. Liễu Đan Thần nói, tôi được nghỉ ngơi 10 phút, lát nữa còn có bài tập. Trương Dương nói, tôi có thể đi xem không? Liễu Đan Thần lắc đầu nói, không có gì hay mà xem cả, anh nếu muốn xem thì tôi cho anh 2 vé xem công diễn chính thức. Trương Dương nói, tôi chỉ không ở lại ở Kinh Thành lâu như vậy. Liễu Đan Thần nói, anh tìm tôi có việc gì à? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, không có chuyện quan trọng gì cả, chỉ tiện đường qua xem thôi. Liễu Đan Thần nói, không có gì thì tôi về đây. Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên giơ tay về phía cô ta. Liễu Đan Thần do dự một chút, hai tay vẫn đút trong túi, không chủ động bắt tay với Trương Dương, cười nói, tay nhiều mồ hôi lắm. Lúc này di động của Trương Dương vừa hay đổ chuông, Liễu Đan Thần mượn cơ hội bỏ đi, Trương Dương không hề nhìn thấy cô ta khi quay đi thì mắt hơi đỏ lên. Điện thoại là Tiết Vĩ Đồng gọi tới, không đợi Trương Dương mở miệng. Cô ta đã kêu lên, Tam ca, anh có ý gì hả? Em nhờ anh đi điều tra, anh không nói tiếng nào bỏ đi, anh có cần vô trách nhiệm như vậy không? Chương 2172, tình chưa hết một. Không làm chuyện đuối lý, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng hôm nay Trương Đại Quan Nhân chột dạ, cũng may là trong điện thoại, nếu ở trước mặt Tiết Vĩ Đồng, lúc này hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Trương Dương cười nói, đâu, nào có chuyện đó, anh bận thôi mà. Trả xe cho em trước, sau đó thì đi bàn việc luôn, chuyện này không trách anh được, ai bảo em đi làm muộn như vậy. Tiết Vĩ Đồng nói, anh hiện tại tới đây luôn đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Trương Dương nói, anh không rảnh, giờ vẫn chưa xong việc. Anh ở đâu, em tới tìm anh được chứ? Trương Đại Quan Nhân minh bạch chuyện này khẳng định là không tránh khỏi, hắn cười nói, thế này đi, chờ anh xong việc ở đây sẽ lập tức tới chỗ em. Tiết Vĩ Đồng nói, bận đến mấy dù sao cũng phải đi ăn cơm, em ở ngay trong tiệm chờ anh, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút đau đầu, chỉ có thể chấp nhận,
hắn trước tiên gọi điện thoại cho ban chú kinh Bắc Cảng, nói với Bồ Đại Cường rằng bất kể ai hỏi hắn tối hôm qua đã đi đâu thì cũng phải một mực chắc chắn nói tối hôm qua hắn ở ban chú kinh. Bồ Đại Cường rất là nể mặt vị thường ủy tân nhiệm này, rất thần bí hứa, bí thư Trương yên tâm, loại chuyện này trong lòng tôi hiểu cả, trừ anh và tôi ra thì không có người thứ ba biết chuyện này đâu. Trương đại quan nhân nói, anh cũng đừng nghĩ nhiều, tôi không làm chuyện xấu gì cả, cũng không phải là bắt anh làm chứng giả, tôi chỉ là không muốn người khác tra ra nơi hạ lạc của tôi thôi. Bồ Đại Cường cười hắc hắc, Trương đại quan nhân lập tức cảm thấy mình có chút ý tứ giấu đầu lòi đuôi rồi. Hắn ra ngoài sân huấn luyện, nhìn thấy Liễu Đan Thần đã bắt đầu diễn tập lại, không biết vì sao luôn cảm thấy biểu hiện của Liễu Đan Thần hôm nay có chút là lạ, nếu người ta không muốn nói chuyện với hắn thì Trương đại quan nhân cũng không thể bức bách cô ta được, nhất là lại giữa ban ngày ban mặt. Nên đối mặt thì thủy chung phải đối mặt, Tiết Vĩ Đồng bên kia sớm muộn gì cũng phải gặp, tuy rằng Trương đại quan nhân rất muốn cắp mông chạy lấy người, nhưng là ngẫm lại thấy, hiện tại lựa chọn lẳng lặng bỏ đi, người khác sẽ càng cảm thấy hắn có vấn đề, trời phải đổ mưa, gái phải theo chồng, nếu chuyện đã xảy ra thì thích trách cứ trách. 12 giờ 10 phút trưa, Trương đại quan nhân kiên trì đi tới tiệm xe sang, trong khoảng thời gian này hắn nhân lúc rảnh tìm một chỗ vắng vẻ, lợi dụng đại thừa quyết đưa chân khí hành tẩu ba chu thiên hành tẩu, kỳ quái, hắn không ngờ không cảm thấy trong cơ thể có bất kỳ điều gì khác thường, người mưu gieo cổ quả thực thần kỳ, với võ công và y thuật của hắn không ngờ cũng không có bất kỳ biện pháp gì đối với thứ này. Nếu chuyện này ở trên người người khác thì khẳng định sẽ tâm sự trùng trùng, Trương đại quan nhân thì tạm thời gác chuyện này sang một bên. Một là hắn đã hai đời làm người, sống được một ngày nào thì lời ngày đó, còn có một nguyên nhân, hắn rất có lòng tin với đại thừa quyết, cho rằng mình chỉ là do tu luyện chưa đủ, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, sau khi tu vi tăng lên một cảnh giới thì có lẽ sẽ có phương pháp khắc chế cổ độc. Tiết Vĩ Đồng đứng ở ngoài cửa lớn của tiệm xe sang, nhìn Trương Dương từ trong taxi đi ra, ánh mắt có chút là lạ. Trương đại quan nhân bị cô ta nhìn chằm chằm, trong lòng có cũng có chút hoảng hốt, hắc hắc cười nói, em gái. Sao lại nhìn anh như vậy? Tiết Vĩ Đồng nói, tối hôm qua anh đã đi đâu? Trương đại quan nhân nói, anh có đi đâu đâu? Uống chút rượu rồi đưa cô ta về nhà, anh quay lại ban chú kinh, không tin thì em có thể tới đó mà điều tra. Nói xong hắn giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, em coi anh là phạm nhân à? Anh tối hôm qua là giúp em chấp hành nhiệm vụ đó. Tiết Vĩ Đồng chỉ vào chiếc xe Ferrari màu đỏ cách đó không xa, anh Thắng, xe được từ Kiến Quốc đưa về đây. Người thì bị anh mang đi, khai thật ra đi, tối hôm qua hai người đã làm gì? Trương đại quan nhân bị Tiết Vĩ Đồng chất vấn trực tiếp như vậy thì cũng có chút xấu hổ, anh có thể làm gì chứ? Cô ta là bằng hữu của cha em cũng không phải không biết mà. Tiết Vĩ Đồng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, bằng hữu của cha em ư? Trương Dương nói, em gái à, có câu dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, em nếu hoài nghi anh như vậy thì chuyện này chúng ta kết thúc tại đây. Anh cũng không có hứng thú, cũng không có thời gian giúp điều tra cái loại chuyện nhàm chán này. Trương đại quan nhân lộ ra vẻ tức giận. Tiết Vĩ Đồng thấy hắn thì ngược lại bật cười, tức giận cái gì? Em cũng chỉ tò mò thôi, nghe bọn họ nói anh tối hôm qua thắng xe lại thắng cả mỹ nhân, còn tưởng rằng anh có thể đã phát sinh chút chuyện với cô ta. Trương đại quan nhân tim đập bịch bịch, ngoài mặt thì vẫn ra sức giả bộ bình tĩnh, em gái, anh sao có thể làm ra cái luyện chuyện không có tiết tháo này? Tiết Vĩ Đồng nói, không sao cả, dù sao cô ta cũng không phải là nữ nhân ngoan hiền gì, gặp dịp thì chơi, nếu anh thực sự có gì với cô ta thì vừa hay khiến cha em có thể thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, loại nữ nhân này không thể tin được. Da mặt Trương đại quan nhân nóng lên, Vĩ Đồng, anh tức giận thật đấy, em nói gì thế? Nếu như bị cha em nghe thấy, hắn kiểu gì cũng liều cái mạng già với anh đó. Tiết Vĩ Đồng nói, em thấy cha em chưa chắc đã coi trọng cô ta như vậy, gặp dịp thì chơi thôi. Em không tin cha em sẽ cưới một nữ nhân như vậy. Cô ta vỗ vỗ vai Trương Dương, bất kể là như thế nào thì anh cũng giúp em thắng được chiếc Ferrari này, cũng giúp em chút được cục tức này, nào, em mời anh đi ăn cơm. Trương đại quan nhân nói, ăn cái gì? Anh bị tức tới no cả bụng rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, đàn ông đàn an, đừng có hẹp hòi vậy chứ. Trương đại quan nhân nói, sĩ có thể giết nhưng không thể làm nhục, cô gái, sao anh cảm thấy lần này cứ như bị em chơi ý nhỉ? Tiết Vĩ Đồng bật cười, tiến lên ôm vai hắn nói, Tam ca, đừng giận ma, hắn em biết khiến anh phải chịu ủy khuất, à, hôm nay thích đi đâu ăn cũng được, chỉ cần anh nói tên là em mời. Trương đại quan nhân thực sự không có tâm tư mà ăn cơm, nhưng trước mặt muội tử kết bái cũng không thể quá nhỏ nhen được, hắn gật đầu nói, được,
tùy tiện ăn chút gì đó đi, anh thấy quán mì xào ở phía trước không tồi. Không cần phải tiết kiệm tiền cho em đâu. Trương Dương nói, không phải là muốn tiết kiệm tiền cho em, anh lần này ở Kinh Thành không lâu, rất nhiều chuyện đang chờ anh làm, chúng ta tùy tiện ăn chút cơm công tác là được. Tiết Vĩ Nồng nói, ôi, sao cảm thấy anh hôm nay có chút là lạ nhỉ? Trước đây anh là không rượu thì không vui, từ lúc nào lại đặt công tác lên đầu tiên như vậy? Trương Dương nói, anh luôn luôn lấy công tác làm trọng. Di động của hắn đổ chuông, Trương Dương cười cười đầy áy náy với Tiết Vĩ Nồng, cầm điện thoại, sau khi bắt máy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà ấm áp, em đang ở sân bay cao. Chương 2173, tình chưa hết 2. Trương đại quan nhân vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nói, Yên Nhiên. Em về từ khi nào vậy? Sở Yên Nhiên nói, không phải đã nói với anh là em sẽ về sớm ư? Trương Dương nói, nhưng em nói là sau khi xuống Thượng Hải thì bay tiếp tới Bắc Nguyên cơ mà, sao lại tới Kinh Thành? Sở Yên Nhiên nói, anh không muốn em tới à? Trương đại quan nhân nói, trông mòn con mắt. Em không tin, con người anh hoa ngôn xảo ngữ quen rồi. Trương Dương nói, anh tới đón em. Sở Yên Nhiên nói, vốn là em muốn mang tới cho anh một sự bất ngờ, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh dọa cho anh phải nhảy dựng lên, nhưng ở sân bay hơn một tiếng đồng hồ, tâm tình gì cũng hết sạch. Lúc này, xe đi vào cầu Hồng Tinh, em đói tới dẹp lép cả bụng, thực sự sợ em chưa thấy được anh thì đã đói chết trên đường rồi. Trương đại quan nhân cười ha ha, con người ta gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, lúc này hắn cuối cùng cũng có chút lý do để vui vẻ, buông điện thoại, nhìn thấy Tiết Vĩ Nồng ở bên cạnh đang trừng mắt nhìn hắn, tràn ngập hiếu kỳ nói anh không phải đã chia tay với Yên Nhiên rồi ư. Trương Dương nói, ai quy định không làm được người yêu thì không thể thành bằng hữu. Nhìn thấy bộ dạng mặt mày hớn hở của thằng cha này, Tiết Vĩ Nồng đã minh bạch giữa hắn và Sở Yên Nhiên căn bản chính là dư tình chưa hết, không biết vì sao trong lòng cô ta bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát, không nhịn được gắt một tiếng, vậy mà khiến em phí sức đi lo cho anh, về sau chuyện của hai người em mặc kệ. Trương Dương nói, cô ấy đang bị kẹt ở đường cao tốc sân bay, Vĩ Nồng, giúp anh kiếm một chiếc trực thăng, anh đi đón cô ấy. Sạc, anh cho rằng em là Tổng Tư lệnh Không quân à? Em nói một tiếng thì trực thăng tới ngay ư. Tiết Vĩ Nồng chỉ vào trong tiệm của mình, xe bên trong anh thích chọn cái nào cũng được, en trong một chốc em không thể giúp anh kiếm được trực thăng đâu. Trương đại quan nhân thực sự chọn một chiếc xe máy Bios màu đen kiểu mới nhát, hắn lái phóng tới đường cao của sân bay. Sở Yên Nhiên sốt ruột nhìn đồng hồ, từ lúc gọi điện thoại cho Trương Dương đến bây giờ đã qua 40 phút rồi, xe vẫn không di động được chút nào. Lái xe nói, phía trước gặp tai nạn rồi, muốn dọn dẹp chắc cũng phải mất cả tiếng. Sở Yên Nhiên nói, thế tôi quay lại còn nhanh hơn. Lúc này di động của cô ta đổ chuông, Sở Yên Nhiên nhìn thấy là số của Trương Dương thì vội vàng bắt mày, nghe thấy hắn cười nói, sao em, vẫn tắc à? Sở Yên Nhiên tức giận, vẫn tắc, không di động được tí nào, anh gọi điện thoại tới càng làm em sốt ruột. Cô ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe máy truyền đến từ bên ngoài. Sở Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài, trên đường cao tốc trong nước không cho xe máy đi, nhìn thấy Trương Dương đang lái một chiếc xe máy Bios đi giữa khe ô tô phi tới. Sở Yên Nhiên ra sức chớp chớp mắt, cô ta cơ hồ không thể tin được vào mắt mình, người này luôn sẽ mang tới những kinh hỉ không tưởng được. Cuối cùng cô ta vẫn không nén được sự vui mừng trong nội tâm mà bật cười, mở cửa xe bước xuống, liều mạng vẫy tay với Trương Dương, hi. Trương Dương, em ở đây. Tất cả người ngồi trong ô tô đều bị chiếc xe này hấp dẫn, không ai hiểu nổi chiếc xe này vì sao lại lái được vào đường cao tốc. Trương đại quan nhân lái tới trước mặt Sở Yên Nhiên, dỗ xe lại, đi tới gần Sở Yên Nhiên rồi ôm cô ta lên, người ở chung quanh xem náo nhiệt thực sự không ít, nhìn thấy cảnh hai người thâm tình ôm nhau thì đồng thanh hoan hô. Sở Yên Nhiên đỏ mặt dẫy khỏi lòng hắn, đáng ghét, anh chẳng phân biệt được thời gian và địa điểm à. Trương đại quan nhân nói, hai ta không phải là hai vợ chồng ư. Ai là vợ chồng với anh? Mau lấy hành lý của em trong cốp ra. Trương đại quan nhân đi lấy hành lý, Sở Yên Nhiên thì ngồi vào ghế lái, cười nói, nào, để em chở anh đi hóng gió. Trương đại quan nhân ngồi ra sau, liền nhìn thấy xa xa có đèn cảnh sát nhấp nháy, Sở Yên Nhiên nhanh chóng khởi động xe rồi cười duyên nói, đồng chí cảnh sát, chúng tôi đi trước một bước. Trình độ lái xe của Sở Yên Nhiên rất chuyên nghiệp, Trương đại quan nhân ngồi ở đằng sau ôm eo cô ta, không khỏi nghĩ. Nếu Sở Yên Nhiên và Hắc Quả Phụ gặp nhau, trình độ lái xe của hai người rốt cuộc là ai cao minh hơn? Nhớ tới Hắc Quả Phụ, Trương đại quan nhân không khỏi thấy chột dạ,
nếu dưới trạng thái tỉnh táo mình tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì với Hắc Quả Phụ, nhưng phiền là không ngờ vào lúc cổ độc phát tác lại lên giường với Hắc Quả Phụ, giữa hai người căn bản không có một chút cơ sở tình cảm nào cả, huống chi Hắc Quả Phụ là nữ nhân của Tiết Thế Luân, bất kể từ điểm nào mà nói thì chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Sở Yên Nhiên lái xe máy vào đường cảnh phủ của Thịnh Dương Môn, tới trước trạch viện số 95 thì dừng lại. Trương đại quan nhân xách hành lý của cô ta xuống, ngẩng đầu nhìn tòa trạch viện này rồi ngạc nhiên nói, em chuẩn bị ở đây à? Sở Yên Nhiên cười nói, không biết à, nơi này là trạch viện mà cô Lâm mua giúp em, ở Kinh Thành tổng cộng mua 7 tòa tứ hợp viện làm đầu tư, căn cứ vào đánh giá của chúng em thì không qua mấy năm nữa tứ hợp viện này giá sẽ tăng mấy lần. Trương đại quan nhân không có hứng thú gì với cái ngành này, nhìn thấy khóa trên cửa lớn, hắn nói với Sở Yên Nhiên, chìa khóa đâu? Sở Yên Nhiên nói, em không có, cô Lâm nói sắp về rồi. Hai người đang nói chuyện TH nhìn thấy một chiếc xe Audi màu trắng lái tới, Trương Dương nhìn rất rõ, người lái xe chính là Lâm Tú, con trai Tạ Hiểu Quân của cô ta ngồi ở ghế phụ. Lâm Tú đỗ xe lại cạnh họ, Tạ Hiểu Quân đã vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, sư phụ, anh tới rồi à? Chào Trương Dương xong lúc này mới cười ha ha gọi một tiếng chị Yên Nhiên. Lâm Tú từ trong xe đi xuống, nói với Sở Yên Nhiên, chị bị tắc đường, hiện tại giao thông của Kinh Thành càng lúc càng kém. Cô ta nhìn Trương Dương một cái rồi ý vị thâm trường nói, hai đứa lâu rồi không gặp nhỉ. Trương Dương cười cười không nói gì. Lâm Tú nói, còn nhớ tôi từng nói, đừng có khi dễ Yên Nhiên nhà chúng tôi, bằng không tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu. Sở Yên Nhiên nói, cô Lâm. Cho anh ta mượn một lá gan anh ta cũng không dám khi dễ cháu lần này trở về chính là để tính sổ với anh ta. Tạ Hiểu Quân vô cùng cảm thấy hứng thú với chiếc Bios mà họ lái tới, phòng chân trèo lên, xe này đẹp quá, em xin mà bao nhiêu lần mà mẹ không mua cho em. Lâm Tú nói, có bản lĩnh tự kiếm tiền mà mua, đừng có lúc nào cũng chìa tay ra xin tiền. Cô ta mở cửa, Trương Dương xách hành lý vào, đây là một bộ tứ hợp viện tiêu chuẩn, bên trong đã được sửa mới hoàn toàn. Có điều kết cấu kiến trúc trên trình độ lớn nhất vẫn bảo trì nguyên trạng, Lâm Tú nói, tòa nhà này được xây dựng từ nhiều năm rồi, trước đây từng là phủ đệ của võ quan tứ phẩm. Chương 2174, tình chưa hết ba. Trương Dương nhìn thấy trong viện còn có cả cọc bộ ngựa, đi tới vỗ vỗ nói, thứ này có được gọi là văn vật không? Lâm Tú cười nói, cả tòa trạch viện này có thể được gọi là văn vật, Yên Nhiên ủy thác tôi ở Kinh Thành tổng cộng mua 7 tứ hợp viện. Căn này là được sửa sang lại xong trước tiên, đừng nhìn bên ngoài thì cổ kính, nhưng trang trí bên trong hoàn toàn mới hết đó. Lâm Tú dẫn bọn họ tới phòng khách, trong phòng bày những gia cụ bằng gỗ lim, không cần phải nói tới những cái khác, chỉ cần những bộ gia cụ này thôi cũng trị giá không ít tiền rồi, càng không cần phải nói tới những bài trí cổ rực rỡ muôn màu trong phòng. Trương đại quan nhân đặt hành lý xuống, tới trước bàn dài cầm bình hoa cổ trên bàn lên, thứ này tốt, nhưng phòng ở có vẻ âm khí quá nặng. Không thoải mái. Sở Yên Nhiên cười nói, có phải cho anh ở đâu? Em cũng không định ở đây, nghỉ một lát rồi tới Bắc Nguyên. Trương Dương nghe cô ta nói muốn đi thì bất giác có chút sửng sốt, em không phải vừa xuống máy bay ư? Sở Yên Nhiên nói, bà ngoại em ở Bắc Nguyên mong em lắm, em tới đây là muốn hội hợp với cô Lâm rồi cùng nhau trở về Tĩnh An. Trương Dương nói, anh còn tưởng rằng em chuẩn bị ở Kinh Thành thêm vài ngày. Lâm Tú ở bên cạnh nói, cũng không phải đi vội mà, lão thái thái có dặn, ngày mai trở về là được. Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương, hiển nhiên là muốn Trương Dương cùng cô ta về, đã nói tới nước này rồi, Trương đại quan nhân dù sao cũng phải tỏ thái độ một chút, hơn nữa hắn hiện tại cũng muốn rời khỏi Kinh Thành thật sớm, rời xa cái chốn thị phi này, vì thế gật đầu nói, hay là về sớm đi, đỡ để bà phải trông ngóng, hay là anh đưa mấy người về. Sở Yên Nhiên nói, anh không cần đi làm à. Khi nói lời này thì mặt mày hớn hở, trong đáy lòng cô ta đương nhiên là muốn Trương Dương cùng cô ta về. Lâm Tú dẫn bọn họ tới một quán cơm gần đó ăn gì đó, trong bữa cơm Trương Dương hỏi về sức khỏe của lão thái thái. Lâm Tú nói, lão thái thái sức khỏe rất tốt, chỉ là cả ngày mong ngóng Yên Nhiên, tôi bảo bà ấy tới Mỹ nhưng bà ấy lại không nỡ rời xa lão gia tử. Nghe Lâm Tú nói như vậy, mắt đẹp của Sở Yên Nhiên đã có chút ươn ướt. Cô ta nói khẽ, lần này trở về em sẽ ở bên bà ngoài lâu một chút. Lâm Tú nói, bà ấy quan tâm tới cháu nhất, lần trước nghe nói hai đứa cãi nhau thì vô cùng lo lắng, lúc ấy bà muốn đích thân tới Bắc Cảng một chuyến, tìm Trương Dương hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có điều về sau bà ấy lại nói chuyện của bọn trẻ thì để bọn trẻ tự xử lý, tôn trọng ý tứ của hai đứa,
hiện tại biết hai đứa lại hàn gắn, chắc là sẽ cao hứng lắm. Lâm Tú cũng không biết Trương Dương và Sở Yên Nhiên trước kia chia tay chỉ là diễn trò, Margaret sau khi biết được chuyện này thì ngay lập tức gọi điện thoại hỏi cháu gái, Sở Yên Nhiên đương nhiên không muốn bà ngoại lo lắng, nói thật tình huống của cô ta và Trương Dương với Lão Thái Thái, cũng năn nỉ bà ta giúp giữ bí mật, bằng không Lão Thái Thái đã sớm tới tìm Trương Dương tính sổ rồi. Thật ra Lâm Tú hiện tại cũng đoán được tình trạng thực sự giữa Trương Dương và Sở Yên Nhiên, cô ta nói khẽ thật ra hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Yêu nhau cũng lâu rồi, cũng đến lúc kết hôn, Lão Thái Thái ở trước mặt tôi cũng không chỉ một lần nhắc tới chuyện này, nguyện vọng lớn nhất của bà ấy là muốn lúc còn sống được dự đám cưới của hai đứa. Lâm Tú khi nói những lời này thì ánh mắt thủy chung nhìn vào Trương Dương, những lời này đích xác là nói cho Trương Dương nghe. Trương Dương nói, Yên Nhiên, em nghe thấy chưa, anh thì tùy thời chuẩn bị hưởng ứng lời hiệu triệu của em rồi. Lần này trở về, chúng ta đi làm giấy kết hôn đi. Sở Yên Nhiên nói, ai nói nhất định muốn gả cho anh, lâu như vậy không gặp, em cũng không biết anh bây giờ có còn như trước kia không, có nên gả cho anh không, để xem biểu hiện gần đây của anh đã. Trương Đại Quan Nhân đang chuẩn bị thổ lộ một phen thì di động của hắn đổ chuông, cầm di động lên thì thấy là số lạ, hắn bắt máy, trong ống nghe truyền đến giọng nói quyến rũ của Hắc Quả Phụ, anh đang ở đâu đấy. Trương Đại Quan Nhân lập tức giật thót mình, Sở Yên Nhiên còn ở bên cạnh. Hắn giả bộ thản nhiên như không nói, ở ngoài, đang bận, lát nữa gọi lại cho cô sau. Hắn nói xong thì vội vàng gác máy, sợ bị người khác nhìn ra ảo diệu. Sở Yên Nhiên nói, anh bận lắm à? Trương Dương lắc đầu nói, không, cho dù bận cũng phải lấy em làm trọng. Nói còn chưa dứt lời thì lại có điện thoại. Trương Đại Quan Nhân nhìn số, vẫn là số đó, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, tôi bảo rồi, tôi có khách quan trọng phải tiếp, cô tìm tôi có việc gì? Hắc Quả Phụ cười nói, hung dữ thế, đối đãi với người ta sao một chút ôn nhu cũng không có. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi bật thật, công ta làm thế nào mà gọi được cho tôi. Hắc Quả Phụ nói, không biết vì sao em bỗng nhiên nhớ anh lắm, anh đến đây với em đi. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi bận, không có thời gian. Trong lòng đã có chút bực mình. Hắc Quả Phụ nói, tối hôm qua anh sao không nói không có thời gian. Em cho anh một lựa chọn, hoặc là lập tức tới đây. Hoặc là em sẽ đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói với Tiết Thế Luân, bảo hắn tới tìm anh. Trương Đại Quan Nhân trong đời ghét nhất là bị uy hiếp, vốn trong lòng đối với Hắc Quả Phụ vẫn phiền cảm giác áy náy, nhưng nghe cô ta nói như vậy thì lập tức có chút bực mình, cô thích nói thì nói, tôi bận. Hắn nói xong thì gác điện thoại. Hắc Quả Phụ lúc này đang ở trong phòng của Liễu Đan Thần, cô ta có chút phẫn nộ ném đưa điện thoại di động lên bàn trà rồi nói với Liễu Đan Thần, không ngờ dám gác điện thoại của tôi. Ánh mắt nhìn cô ta của Liễu Đan Thần tràn ngập vẻ lạnh lùng, tựa hồ tất cả những gì phát sinh không có bất kỳ liên quan gì tới mình. Hắc Quả Phụ nói, sư muội, chị không gạt em chứ? Nam nhân trên đời không có ai là kẻ tốt cả, hiện tại em tin chưa? Liễu Đan Thần nói, chị rốt cuộc muốn gì? Hắc Quả Phụ thở dài, vẻ mặt vô tội, sư muội, em vẫn hận chị ư? Thật ra chị làm như vậy cũng là muốn tốt cho em thôi. Liễu Đan Thần hừ lạnh một tiếng rồi nói, tốt với tôi ư. Hắc Quả Phụ nói, Trương Dương há lại dễ dàng bị khống chế như vậy. Em mặc dù đã hạ tình cổ trên người hắn, nhưng võ công và ý chí của hắn đều cực kỳ cường đại. Nếu không tiến hành chủng lô chi thuật đối với hắn thì em thủy chung không thể thực sự khống chế hắn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, sư tỷ đương nhiên nhìn ra được em sở dĩ không đành lòng xuống tay đối với hắn là vì em đã động chân tình với hắn. Liễu Đan Thần nói bậy. Hắc Quả Phụ nói, chị nhìn ra được, em nếu không nỡ chủng lô với hắn thì chị là sư tỷ sẽ giúp em. Liễu Đan Thần nói, giúp tôi cái gì? Chủng cổ trên người tôi à, muốn tôi trở thành cổ ngẫu của chị, thông qua tôi để khống chế hắn, chị tính toán hay lắm. Hắc Quả Phụ nói, muội tử, chị cũng là bất đắc dĩ, không làm như vậy, hắn sao sẽ lún sâu vào tình cổ của em, chúng ta làm sao có thể giúp được sư phụ. Liễu Đan Thần nói, chị muốn giúp sư phụ ư? Hắc Quả Phụ nói, sư phụ đối với chị ân trọng như núi, chị đương nhiên muốn giúp người. Chị nếu muốn gây bất lợi cho em, tối hôm qua chị rõ ràng có thể giết em, nhưng chị vì sao phải thủ hạ lưu tình với em? Liễu Đan Thần nói, chị chỉ cần nhớ kỹ, món nợ giữa tôi và chị, tôi sớm muộn gì cũng sẽ tính toán với chị. Ánh mắt vốn ôn nhu hiền lành của Liễu Đan Thần đột nhiên trở nên đầy sát khí, khác một trời một vực với cô ta cái kia. Hắc Quả Phụ nhìn thấy ánh mắt lúc này của cô ta thì cũng không khỏi rùng mình. Kế hoạch không bằng biến hóa,
Trương Dương vốn định buổi chiều cùng Sở Yên Nhiên tới Bắc Nguyên thăm Margaret, đương nhiên lần này đang cùng cũng là thành lập trên cơ sở hắn muốn nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi thì lại biết Tống Hoài Minh buổi chiều sẽ tới kinh thành, cha đến, làm con gái tất nhiên không thể né tránh không gặp, Sở Yên Nhiên đầy lui hành trình lại, cô ta sau khi nói rõ tình huống với bà ngoại, Margaret cũng bảo cô ta không cần vội trở về Bắc Nguyên. Bà ta nói ngày mai sẽ tới kinh thành, đến lúc này Sở Yên Nhiên và Trương Dương đều không cần phải gấp gáp chạy về. Tống Hoài Minh sớm biết Trương Dương đã tới kinh thành, bảo con gái và Trương Dương cùng nhau tới ban chú kinh Bình Hải gặp y. Sự chia tay của Trương Dương và Sở Yên Nhiên trước đó chỉ là cố ý tạo thành một biểu hiện giả dối, là chủ ý lúc trước Tống Hoài Minh muốn bố cục điều tra nội bộ ban lãnh đạo Bắc Cảng đã nghĩ ra với Trương Dương, nhưng Cung Kỳ Vĩ lần này hy sinh đã tuyên cáo kế hoạch của bọn họ thất bại. Bố cục trước đó cũng trở nên không còn ý nghĩa, sự kiện lần này của Bắc Cảng cũng thành một cú vấp cực lớn trong sinh nhai chính trị của Tống Hoài Minh. Trong khoảng thời gian này tâm tình của Tống Hoài Minh thủy chung rất trầm trọng, bởi vì sự hy sinh của Cung Kỳ Vĩ, cũng bởi vì một loạt sự kiện đột nhiên phát sinh ở Bắc Cảng. Chương 2175, tình chưa hết 4. Gặp lại con gái, Tống Hoài Minh lần đầu tiên sinh ra cảm giác mình đã già rồi, không biết vì sao, y cảm thấy mình đã già rồi. Cảm thấy thế giới này đã thuộc về những người trẻ tuổi trước mặt. Tống Hoài Minh đứng trước mặt con gái, lưng y vẫn thẳng, ánh mắt vẫn sáng ngời, nhưng Sở Yên Nhiên từ thái dương của cha tìm thấy rất nhiều sợi tóc bạc, nhìn thấy nếp nhăn trên trán cha tựa hồ so với mình lần trước gặp thì sâu hơn nhiều, trong lòng cô ta thấy chua xót, mắt không khỏi có chút đã ươn ướt, nhẹ nhàng gọi một tiếng cha. Tống Hoài Minh mỉm cười giang tay ra, nhẹ nhàng một chút con gái. Sau đó nhìn Trương Dương đi theo phía sau cô ta vào trong phòng thì bật cười. Trương đại quan nhân cũng cười, có điều thằng cha này hôm nay cười có chút mất tự nhiên, cái này cũng khó trách, trong lòng có chuyện, Hắc Quả Phụ giống như một bóng ma bao phủ trong lòng hắn, cho dù là chuyện vui lớn như Sở Yên Nhiên về nước cũng không thể khiến hắn thoái khỏi bóng ma này. Tống Hoài Minh chủ động vươn tay về phía Trương Dương, bắt tay với hắn, sau đó thì vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn. Có một số lời căn bản không cần phải nói ra, trong lòng bọn họ đều minh bạch. Sau khi ba người ngồi xuống, Tống Hoài Minh nhìn con gái rồi nói, vừa nói điện thoại với bà ngoại con, bà nói ngày mai sẽ tới. Sở Yên Nhiên gật đầu, vốn con còn muốn cùng Trương Dương hôm nay về Tĩnh An, nhưng lão nhân ra tới rồi thì bọn con cũng không phải đi nữa, chỉ là như vậy thì bà ngoại phải mệt rồi. Tống Hoài Minh nói, lão nhân ra đi lại chút cũng tốt, không thể cứ ở mãi một chỗ được. Sở Yên Nhiên nói, từ sau khi ngoại công qua đời, bà ngoại đa số thời gian đều ở trên đảo nhỏ đó, xem ra bà đã quyết định sống quãng đời còn lại trên đảo rồi. Tống Hoài Minh nói, người bà ấy yêu nhất chính là con lần này về cố ở với bà một thời gian. Di động của Sở Yên Nhiên bỗng nhiên đổ chuông, Trương đại quan nhân giật thót, nhưng lập tức lại nghĩ tới di động của mình đã, nhưng biến hóa vẻ mặt của hắn vẫn dẫn tới sự chú ý của cha con Tống Hoài Minh, Sở Yên Nhiên nhìn hắn một cái. Trước mặt cha cũng không tiện hỏi, cầm di động đi tới phòng bên cạnh bắt máy. Trương Dương cười cười với Tống Hoài Minh, hắn hôm nay không còn vẻ nhanh mồm nhanh miệng như trước đây, trở nên có chút trầm mặc. Tống Hoài Minh cầm trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn hắn nói, cậu có tâm sự gì à? Trương Dương biết ở trước mặt loại cao thủ chính trị như Tống Hoài Minh, rất nhiều biến hóa vi diệu của mình rất khó qua được mắt y, hắn nói khẽ, gần đây chuyện xảy ra thật sự quá nhiều, cho nên tâm tình vẫn luôn không ổn. Tống Hoài Minh tràn đầy đồng cảm thở dài, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, chuyện lần này của Bắc Cảng tôi cũng phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Lắc đầu, tỏ vẻ hắn không ủng hộ cách nói của Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, tôi đã xem nhẹ chỉ số thông minh của đối thủ, vẫn nghĩ chuyện của Bắc Cảng quá đơn giản. Vẻ mặt của y tràn ngập hối hận. Trương Dương nói, chú Tống, chú đừng tự trách, nhất định là tôi làm không tốt, để họ phát hiện ra gì đó. Tống Hoài Minh lắc đầu, tôi phái Kỳ Vĩ tới Bắc Cảng quá sớm là một sai lầm, lúc trước tôi không ý thức được, còn tưởng rằng có thể coi đây là cơ hội để giải quyết vấn đề đã tồn tại rất lâu tại Bắc Cảng, cho tới sau khi chuyện lần này xảy ra tôi mới hiểu được, nếu lúc trước không phái Kỳ Vĩ tới thì có lẽ có thể giải quyết được vấn đề nhanh hơn. Trương Dương có chút không rõ ý tứ của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh nói, nếu tôi không phải quyết định xử lý Tưởng Hồng Cương sớm như vậy, cục diện hiện tại nhất định sẽ tốt hơn. Y nói xong thì cảm khái, hiện tại nói gì cũng muộn rồi, thiên tai lần này đã mang tới cho nhân vật trong bóng tối một cơ hội. Trương Dương nói, chú Tống, chú có nghĩ tới sau lưng Hạng Thành rốt cuộc là ai không? Tống Hoài Minh không nói gì, y biết Trương Dương đang gợi ý cho mình,
thật ra y không phải chưa nghĩ tới, bất kỳ ai cũng biết quan hệ của Hạng Thành và Tiết gia, Tống Hoài Minh đương nhiên sẽ không làm như không thấy một tầng quan hệ này, nhưng ở trong quan trường làm việc phải cân nhắc chu đáo, phải cân nhắc toàn diện, trước khi chưa có chứng cứ xác thực thì cho dù có hoài nghi cũng không thể vạch trần. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, chuyện của Bắc Cảng phải thả thì thả. Trương Dương khó hiểu nhìn Tống Hoài Minh, chẳng lẽ ý tứ của y là Cung Kỳ Vĩ phải chết vô ích? Tống Hoài Minh nói khẽ quay đầu nhìn lại những chuyện chúng ta đã làm trước đây, chúng ta đã không cân nhắc chu toàn, cho nên mới tạo thành tổn thất lớn như vậy, hy sinh lớn như vậy, chúng ta đã tổn thất cán bộ đảng viên tốt như đồng chí Kỳ Vĩ, chúng ta cũng mất đi manh mối quan trọng nhất là Hạng Thành, tiếp tục điều tra thì đối phương đã cảnh giác, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Y tạm dừng một chút rồi lại nói, hiện tại chính trị Bắc Cảng rất bấp bênh, trận thiên tai trước đó đã khiến lòng người hoảng sợ, điều Bắc Cảng cần nhất trước mắt là sự ổn định. Trương Dương cũng tỏ vẻ đồng ý với những lời này của Tống Hoài Minh, nhưng nếu tạm thời gạt cái chết của Cung Kỳ Vĩ sang một bên thì hắn lại không cam lòng. Tống Hoài Minh nói, trong khoảng thời gian này, cũng bắt cậu phải chịu không ít ủy khuất rồi, cậu và Yên Nhiên cũng đều phải hy sinh, nhìn thấy tình cảm của hai đứa rối rắm như vậy. Người làm trưởng bối như tôi trong lòng cũng rất áy náy. Trương Dương cười nói, chú Tống, đừng nói như vậy, tôi yên nhiên không có gì thay đổi. Tống Hoài Minh nhìn sang phòng bên cạnh, con gái vẫn chưa quay lại, rõ ràng là cố ý để cho bọn họ một không gian để nói chuyện. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, lần này Lão Thái Thái đặc biệt từ tới còn có một nguyên nhân quan trọng, bà ta muốn bức hôn. Trương Dương bất giác bật cười, nghĩ tới hôn sự giữa mình và Sở Yên Nhiên. Quả thực cũng kéo dài quá lâu rồi, đích xác nên có kết quả. Tống Hoài Minh nói, cuộc họp lần này tôi vốn không phải tới, nhưng nghe nói Yên Nhiên đã trở lại, hơn nữa Lão Thái Thái cũng đặc biệt gọi điện thoại cho tôi yêu cầu, cho nên tôi cũng là lâm thời quyết định tới. Trương Dương đương nhiên hiểu rõ địa vị của Sở Yên Nhiên ở Tống gia và Sở gia, hắn cười nói, chú Tống, sớm biết rằng như vậy thì tôi đã mời cả mẹ tôi tới rồi. Hắn vừa dứt lời thì Sở Yên Nhiên từ bên trong đi ra. Đưa điện thoại di động cho hắn rồi nói, điện thoại. Trương Dương sửng sốt, của anh à. Sở Yên Nhiên gật đầu nói, đương nhiên là của anh tắt điện thoại cho nên mới gọi sang em. Trương Đại Quan Nhân trong lòng bất an bắt máy, hắc quả phụ chắc không phải là gọi vào máy của Sở Yên Nhiên chứ, chuyện khác còn dễ nói, nhưng nếu để Sở Yên Nhiên biết chuyện xảy ra tối hôm qua thì chỉ sợ nhân duyên mỹ mãn của bọn họ sẽ lỡ dở, vào lúc này thực sự không thể làm sai chuyện được, cho dù là vô ý thức thì cũng không được. Nghe thấy trong ống nghe truyền đến giọng nói của mẹ, Trương Dương lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói, mẹ sao biết số của Yên Nhiên? Đúng vậy, số của Sở Yên Nhiên là sẽ biết vừa mới giúp cô ta mua, theo lý thì mẹ không thể biết. Từ Lập Hoa bật cười trong điện thoại, thằng ba, mẹ đang ở chỗ của bà ngoại Yên Nhiên, bà ta sai người tới đón mẹ và cha con từ Xuân Dương tới, ngày mai chúng ta sẽ tới Kinh Thành. Trương Đại Quan Nhân cười nói, vậy thì tốt rồi. Sáng mai còn mời mọi người đi ăn vịt nướng. Từ Lập Hoa hạ giọng nói, con trai à, lần này Yên Nhiên trở về, trăm ngàn lần đừng có thả cho nó đi. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói, mẹ cứ yên 100 cái tâm đi. Hàn huyên vài câu với mẹ rồi đưa điện thoại cho Sở Yên Nhiên, nhìn thấy mặt ửng đỏ, biết Sở Yên Nhiên đã đoán được mẹ và mình nói những gì. Tống Hoài Minh buổi chiều còn có cuộc họp, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Trương Dương. Sở Yên Nhiên cũng đi cùng y, ở cửa lớn thì gặp phó chủ nhiệm ban chú kinh tỉnh Hồng Vệ Đông. Hồng Vệ Đông sau khi cung kính tiễn Tống Hoài Minh lên xe thì chạy tới nói chuyện với Trương Dương. Trước đó Hồng Vệ Đông đương nhiên cũng nghe nói chuyện Trương Dương và Sở Yên Nhiên chia tay. Nhưng nay nhìn thấy cục diện này, loại người dựa vào mí mắt mà sống như y thì đương nhiên nhìn thấu Trương Dương và Sở Yên Nhiên khẳng định đã nối lại tình xưa, hơn nữa tựa hồ tình cảm còn thắm thiết hơn. Cho nên không bỏ lỡ thời cơ làm thân. Trương Dương nói vài câu cho có lệ rồi cáo từ, Sở Yên Nhiên khởi động xe máy, Trương Đại Quan Nhân từ phía sau ôm cô ta, Sở Yên Nhiên nói, giữa ban ngày ban mặt mà anh không cố giữ chút hình tượng của cán bộ đảng viên à. Trương Dương nói, anh ôm vợ anh thì phạm pháp à. Sở Yên Nhiên cười nói, ai là vợ anh, đừng nói hưu nói vượt, đúng rồi, vừa rồi anh nói gì với cô vậy. Trương Dương nói, không có gì cả, nói là lần này anh phải canh em cho kỹ. Trăm ngàn lần đừng có để con dâu ngoan như em chạy mất. Sở Yên Nhiên cười càng vui hơn, đột nhiên tăng tốt, Trương Đại Quan Nhân ngửa về phía sau, sau đó thì ôm Sở Yên Nhiên càng chặt hơn. Chương 2176, Vương Phủ mời khách 1.
Tiết Thế Luân lẳng lặng ngồi trong hoa viên không trung của Hoàng Triều Giai Uyển, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng sau trưa, trên bàn đặt một cốc trà vẫn còn tỏa hơi nóng. Tiết Thế Luân rất hưởng thụ hiện tại, ánh mặt trời, trong không khí còn xen lẫn mùi hoa tươi, cỏ xanh. Y nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng, nhưng đầy tiết tấu, tựa hồ sợ hắn bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Tiết Thế Luân vươn tay ra, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay y, có người ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng dí mặt lên lưng y, Tiết Thế Luân vươn bàn tay còn lại ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của cô ta. Mở mắt ra, lập tức bắt được một dòng nhu tình trong mắt đẹp của Trương Bích Quân. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, hoa viên này thật sự là không tồi, yên tĩnh trong ồn ào, có một loại cảm giác như nhìn tất cả đều nhỏ, giống như kinh thành ở ngay dưới chân. Trương Bích Quân nói, cái anh muốn không phải chính là loại cảm giác này ư. Tiết Thế Luân lắc đầu, cây cao gió cả, khi thực sự lên tới chỗ cao rồi, sẽ phát hiện đứng ở chỗ cao chưa chắc đã tốt. Trương Bích Quân nói, đã hiểu được như vậy thì vì sao vẫn không lựa chọn buông tay. Tiết Thế Luân cười cười. Cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm, anh muốn buông tay rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc. Ánh mắt của Trương Bích Quân lộ ra vẻ mất mát. Cô ta nói khẽ, vấn đề đã giải quyết xong rồi, thấy dòng thác thì lui chưa chắc đã không phải là lựa chọn tốt nhất. Tiết Thế Luân nói, em thực sự cho rằng người chết thì tất cả sẽ xong ư. Trương Bích Quân nhìn Tiết Thế Luân, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bối rối, cô ta nhìn không thấu nam nhân trước mắt, mấy năm nay, hắn càng lúc càng giống như một câu đố. Khiến cô ta không thể nhìn thấu, nhưng cô ta lại không thể vứt bỏ tình cảm đối với hắn, càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Tiết Thế Luân nói, tình huống của Bắc Cảng sở dĩ phát triển tới loại tình trạng này là vì có người đang bố cục. Trương Bích Quân nói, anh là nói Tống Hoài Minh ư. Tiết Thế Luân nheo mắt lại tựa hồ bị ánh sáng buổi chiều làm chói mắt, Trương Bích Quân trên bàn kính dâm trên bàn lên đeo cho hắn, Tiết Thế Luân buông tách trà. Kéo tay cô ta xuống ngồi bên cạnh mình rồi nói khẽ, nếu anh ở vị trí của hắn thì anh nhất định cũng muốn có hành động. Hắn phái Cung Kỳ Vĩ tới Bắc Cảng, ý đồ rất rõ ràng, dấu vết diễn trò của Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ quá rõ ràng, chuyện rõ ràng như vậy anh sao lại không nhìn ra cho được. Trương Bích Quân nói, Hạng Thành đã chết rồi, cho dù bọn họ đoán được người phía sau màn có thể là anh thì bọn họ cũng bất lực. Bỏ đi, Thế Luân, tất cả nên kết thúc rồi. Tiết Thế Luân lắc đầu. Người hơi dướn về phía Trương Bích Quân, vươn tay ra nhéo nhéo mặt Trương Bích Quân, chán rồi à? Trương Bích Quân gật đầu, Thế Luân, hiện tại anh còn thiếu gì nữa? Tất cả những gì muốn cơ hồ đều có được rồi, anh còn có gì chưa thỏa mãn? Tiết Thế Luân nói, chuyện của Lưu Diễm Hồng không liên can tới anh, Tống Hoài Minh thực sự hạ quyết tâm muốn chỉnh đốn Bắc Cảng vẫn là bắt đầu từ sự kiện đó, em có phát hiện ra hay không, có người ở dưới cố ý chế tạo sự đoan, cố ý dẫn sự chú ý của người khác tới Bắc Cảng. Tới người anh. Trương Bích Quân nói, anh cho rằng là ai? Tiết Thế Luân lắc đầu nói, anh không biết, nhưng anh nhất định phải lôi người này ra. Trương Bích Quân nói, vì sao muốn nữ nhân đó xuất hiện? Lông mày Tiết Thế Luân giật giật, cô ta rất quan trọng. Đối với anh ư? Tiết Thế Luân lắc đầu, đối với đại cục. Em không hiểu cái gọi là đại cục của anh, theo em thấy, anh đang chơi một trò chơi không hề có ý nghĩa. Tiết Thế Luân nói, nếu đã bắt đầu thì nói sao cũng cần một kết cục hoàn mỹ, anh là người trước sau vẹn toàn. Trương Bích Quân nói, em muốn anh là người tòng nhất nhi chung. Tiết Thế Luân bật cười, biết anh tối nay gặp mặt ai không? Trương Bích Quân lắc đầu, cô ta không đoán được suy nghĩ của y. Tiết Thế Luân nói khẽ, bí thư tỉnh ủy Bình Hải Tống Hoài Minh. Sở Yên Nhiên đề xuất muốn tới tiệm xe sang xem. Chiếc Bios mà Trương Dương lái tới đã khơi dậy sự hứng thú đối với xe của cô ta. Khiến Trương Đại Quan Nhân không ngờ là Hắc Quả Phụ cũng ở đó, cô ta tới xem, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy cô ta ở đó thì thiếu chút nữa vả vào miệng mình mấy cái, nghĩ thầm mình thế này không phải là phạm tiện ư. Sao lại nghĩ tới nơi này, trốn cô ta còn không kịp mà không ngờ lại đụng phải ở đây, thế này không phải là oan gia bất thụ đầu ư, hắn và Hắc Quả Phụ quen nhau tuy rằng không lâu, nhưng đối cũng có chút hiểu cô ta. Hắc Quả Phụ không phải nhân vật bình thường, không có gì cô ta không dám làm, cũng không có gì cô ta không dám nói, nếu cô ta rũ ra tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua, chỉ sợ Sở Yên Nhiên lần này thật sự muốn nhất đao lưỡng đoạn với mình lắm. Nhưng đã đến rồi thì Trương Đại Quan Nhân cũng chỉ có kiên trì mà đỡ, hiện tại muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Hắc Quả Phụ nhìn thấy Sở Yên Nhiên lái xe máy chở Trương Dương tới thì hai mắt sáng rực. Sở Yên Nhiên không biết Hắc Quả Phụ. Nhưng từ ánh mắt nhìn Trương Dương của Hắc Quả Phụ cô ta lập tức đoán ra, Trương Dương quen nữ nhân này.
Sự thật cũng rất nhanh chứng minh điểm này, Hắc Quả phụ hô Trương Dương. Trương đại quan nhân giả bộ thản nhiên như không cười nói với cô ta, khéo vậy. Hắc Quả phụ nhìn thoáng qua Sở Yên Nhiên, mỉm cười nói, nếu tôi không nhận lầm thì vị này chính là vợ chưa cưới của anh Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nói với Trương Dương, còn không mau giới thiệu cho em. Lần này thì cho Trương đại quan nhân một nan đề rồi, hắn căn bản cũng không biết Hắc Quả phụ tên là gì, vốn cho rằng hôm nay khó tránh khỏi lòi đuôi rồi. Hắc Quả phụ chủ động vươn tay về phía Sở Yên Nhiên, tôi tên là Thiệu Minh Phi, mới quen Trương Dương từ tối hôm qua. Trương đại quan nhân nghe cô ta nói như vậy thì thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng lập tức lại nghe Hắc Quả phụ bổ sung, chúng tôi có thể nói là không đánh nhau thì không quen nhau, anh ta đua xe với tôi, kết quả thắng tôi một chiếc Ferrari. Trương đại quan nhân thầm thở phào, mẹ nó, nữ nhân này định chơi mình à? Sở Yên Nhiên có chút kinh ngạc nói, đua xe ư? Anh ta cũng biết đua xe ư, lái máy kéo thì đúng hơn. Hắc Quả phụ Thiệu Minh Phi bật cười, Sở tiểu thư đúng là hài hước, có điều tôi tối hôm qua thua không phục lắm, hôm nay nếu gặp Trương tiên sinh, anh có nguyện ý cho tôi một cơ hội để gỡ lại hay không? Trương Dương nói, thật sự xin lỗi, nhật trình của tôi đã kín rồi, thực sự không rảnh đua xe với Thiệu tiểu thư. Thiệu Minh Phi nói, vậy thì tiếc quá, cô ta cũng không có ý làm khó Trương Dương, xoay người bước đi. Thiệu Minh Phi đi rồi mới nhìn thấy Tiết Vĩ Nồng từ bên trong đi ra, Tiết Vĩ Nồng bởi vì Sở Yên Nhiên đến mà vô cùng cao hứng, xông lên rất nhiệt tình ôm cô ta một cái. Trương đại quan nhân có chút buồn bực nói, sao vậy? Cô ta không ngờ còn tìm tới chỗ em. Chương 2177, Vương Phủ mời khách 2. Tiết Vĩ Nồng nói, còn không phải chuyện của cha em ư, ông ta biết em lấy xe Ferrari của cô ta về thì mắng em một trận. Nói em nghĩ lung tung về quan hệ của bọn họ, nói Thiệu Minh Phi là bạn bè hợp tác trong làm ăn của ông ta, hai người có bất kỳ khúc mắc tình cảm nào cả, bảo em đem xe Ferrari trả lại cho cô ta. Trương Dương nói, té ra là em tưởng nhầm. Tiết Vĩ Nồng, nhìn bộ dạng phong tao của cô ta, nhìn thấy nam nhân là cứ như hổ gặp gà. Sở Yên Nhiên bật cười khanh khách, Vĩ Nồng nói đúng là có hình tượng. Trương Đại Quan Nhân nói, các em nói anh là gà ư. Anh cũng giàu có tệ như vậy, Vĩ Nồng, em sao lấy oán trả ơn như vậy hả? Tiết Vĩ Nồng thân thiết kéo tay Sở Yên Nhiên nói, lần này về là định tổ chức đám cưới với tam ca của em à. Sở Yên Nhiên mặt đỏ bừng, đừng có nói linh tinh, hai người vẫn chưa nói cho tôi biết tối hôm qua đua xe rốt cuộc là sao. Trương Đại Quan Nhân lúc này mới kể lại tình huống đua xe đêm qua, về phần chuyện hắn thắng Ferrari đồng thời thắng được cả mỹ nhân thì không nhắc tới. Sở Yên Nhiên cũng không nghĩ chuyện này quá sâu, yêu một người thì phải tin người ta, nếu việc gì cũng thái độ thì tình cảm khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Sở Yên Nhiên càng tín nhiệm Trương Dương thì Trương Đại Quan Nhân lại càng áy náy, cảm thấy mình thật sự là có lỗi với cô ta, muốn nói thẳng ra nhưng lại sợ Sở Yên Nhiên không chấp nhận được. Tiết Vĩ Nồng mời hai người bọn họ vào tiệm, cười nói, chị dâu, chị thích xe gì thì cứ lấy, em tặng chị. Cô ta bản tính hào phóng. Đối đãi về Trương Dương lại giống như anh ruột của mình vậy. Trương Đại Quan Nhân nói, lần trước em tặng một chiếc rồi, cả ngày tặng như vậy, anh sợ em sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một kẻ nghèo. Tiết Vĩ Nồng nói, ai cần anh lo. Sở Yên Nhiên nói, tôi ở Kinh Thành cũng không quá lâu, cô nếu thực sự muốn tặng tôi thì tặng chiếc Bios đó đi, có điều có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi cũng có quà cho cô. Cô ta tặng cho Tiết Vĩ Nồng một chiếc đồng hồ đá quý. Giá trị xa xỉ, ít nhất cũng không kém chiếc xe mà Tiết Vĩ Nồng lần trước tặng cho Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nhìn mà cảm khái không thôi, con nhà giàu đúng là khác, ra tay tặng quà đều trên trăm vạn, loại con gái xuất thân cùng khổ như tôi chỉ có nước trợn mắt mà nhìn. Sở Yên Nhiên cười nói, anh ra tay cũng rộng rãi lắm, bình thường tùy tùy tiện tiện viết một bức tranh chữ cũng bán ra được mấy trăm vạn. Mấy người tán gẫu đang náo nhiệt thì Tiết Thế Luân gọi điện thoại tới. Y hỏi Tiết Vĩ Nồng đã trả lại chiếc Ferrari đó chưa, nghe nói Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều ở đó, Tiết Thế Luân bảo Tiết Vĩ Nồng dẫn hai người bọn họ cùng tôi Kim Vương Phủ, cũng tiết lộ tối nay Y mời cha Yên Nhiên ăn cơm. Sở Yên Nhiên không biết chuyện cha và Tiết Thế Luân cùng nhau ăn cơm, Tiết Vĩ Nồng nói, cha em nói hai người nhất định phải tới, vốn ông ta bảo em báo cho hai người. Trương Đại Quan Nhân thật sự không nghĩ ra giữa Tiết Thế Luân và Tống Hoài Minh có giao tình gì. Nếu gắng gượng nói hai người có quan hệ gì không bình thường thì đó chính là mình và Tiết Vĩ Nồng là huynh muội kết bái, nhưng Tiết Thế Luân sẽ không bởi vì chuyện này mà chủ động chèo kéo quan hệ với Tống Hoài Minh chứ. Tiết Thế Luân lựa chọn Kim Vương Phủ để mời khách,
với thân phận của y, bên này tất nhiên phải để dành phòng tốt nhất cho y, chuyện ở bên này vẫn luôn do Khư Phượng Thiên quản lý, nghe nói khách mà Tiết Thế Luân mở tiệc chiêu đãi là bí thư tỉnh ủy Bình Hải Tống Hoài Minh, cô ta lập tức nói chuyện này với cha Tấn Bắc. Phản ứng của cha Tấn Bắc đối với việc này là cũng có chút kinh ngạc, theo hắn biết thì giữa Tiết Thế Luân và Tống Hoài Minh không có giao tình quá sâu, có điều cha Tấn Bắc vừa suy xét đã thấu đạo lý trong đó, Bắc Cảng gần đây xảy ra không ít chuyện, ngay cả bí thư thị ủy Hạng Thành cũng đã chết, gần đây truyền ra không ít lời đồn bất lợi đối với Tiết gia, tôi thấy Tiết Thế Luân mở tiệc chiêu đãi Tống Hoài Minh là để câu thông quan hệ lẫn nhau. Khư Phượng Tiên nói, anh là nói nhân vật phía sau màn của một loạt sự kiện ở Bắc Cảng chính là Tiết Thế Luân. Cha Tấn Bắc nói, cho dù không phải thì cũng nhất định có chút quan hệ, căn cứ vào tình huống mà tôi biết thì Hạng Thành là tự sát, hơn nữa hắn bị tình nghi dính líu đến buôn lậu và tham ô, trong nhiệm kỳ của hắn rất tắc trách, phạm tội buôn lậu ở Bắc Cảng chỉ tăng không dám có liên quan rất lớn tới bí thư thị ủy là hắn. Cha Tấn Bắc nói tới đây thì nhíu mày, nhưng hắn cũng không cần thiết phải giải thích với Tống Hoài Minh, trong hồ lô của Tiết Thế Luân rốt cuộc bán thuốc gì. Khư Phượng Tiên cười nói, hắn nghĩ gì thì không liên quan tới anh. Hiện tại phiền toái của bản thân chúng ta cũng không nhỏ rồi, đứa con gái đó của Hà Trường An hiện tại đang lợi dụng lão bằng hữu trước đây của hắn mà liên tục xuất kích, công bố muốn thu mua Tinh Toản. Cha Tấn Bắc lạnh lùng cười nói, thu mua Tinh Toản ư? Cổ phần ở bên ngoài của Tinh Toản chỉ có một bộ phận nhỏ, cho dù bị cô ta mua hết thì có thể làm được gì? Khư Phượng Tiên nói, chuyện Hà Trường An bị bắt cóc rõ ràng có người đang bố cục, đổ trách nhiệm lên người anh một cách có ý thức. Cha Tấn Bắc nói, tôi còn tưởng rằng sau khi Hà Trường An trốn ra thì sẽ thoát khỏi kiếp nạn, không ngờ hắn đi xa như vậy rồi mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi số chết. Hắn và tôi đấu với nhau lâu như vậy, sau khi chết còn đổ trách nhiệm lên đầu tôi, con gái hắn không ngờ coi tôi trở thành kẻ thù giết cha. Vẻ mặt của cha Tấn Bắc tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Khư Phượng Tiên nói, Hà Vũ Mông cũng không khó đối phó, hiện tại mấy lão già giúp đỡ cho cô ta cũng không tính là bằng hữu thực sự của Hà Trường An. Bọn họ gần đây ra một chủ ý xấu cho cô ta, thu mua cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương chúng tôi, cho rằng Vương Triều Kim Cương và Tinh Toản là đồng khí liên chi, chỉ cần lấy được Vương Triều Kim Cương thì Tinh Toản tất nhiên một cây chẳng chống vững nhà. Khư Phượng Tiên vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc không hề coi chuyện của Hà Vũ Mông trở thành chuyện lớn, trên thực tế nếu hắn muốn đối phó với Hà Vũ Mông thì có thể dễ dàng tìm ra rất nhiều loại phương pháp, nhưng cha Tấn Bắc ít nhất trước mắt vẫn không muốn đối phó với cô ta. Cha Tấn Bắc nói, cô ta muốn làm gì thì làm, tôi và Hà Trường An tuy rằng đối đầu nhiều năm, nhưng con người của hắn tôi vẫn rất bội phục, coi như tôi nể mặt của lão Hà, việc này tôi tạm thời sẽ nhịn. Khư Phượng Tiên nói, Hà Trường An tuy rằng đã chết, nhưng hắn để lại tài sản rất lớn, Hà Vũ Mông tuy rằng không có kinh nghiệm tòng thương, nhưng có nhiều tiền như vậy ở trong tay thì có thể làm thành rất nhiều chuyện. Nếu cô ta kiên trì đối nghịch với chúng ta, về sau sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cha Tấn Bắc nói, tôi đã nói qua chuyện này với Trương Dương rồi, hắn đáp ứng giải thích giúp tôi. Chương 2178, Vương Phủ mời khách 3. Khư Phượng Tiên nói, có thể thuyết phục Trương Dương giúp anh thực sự rất khó. Cha Tấn Bắc nói, Trương Dương không phải muốn giúp tôi, hắn là muốn giúp Hà Vũ Mông, nếu để mặc cho Hà Vũ Mông tiếp tục làm vậy, người gặp phiền toái không phải tôi mà là cô ta. Khư Phượng Tiên mắt đẹp sáng ngời. Nói khẽ căn cứ vào tình huống mà tôi có được, Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh. Cha Tấn Bắc ho khan một tiếng nói, chuyện này đã trở thành bí mật công khai rồi. Khư Phượng Tiên nói, cô ta lần này sở dĩ dám ngang nhiên ra mặt, là vì có mấy lão già như Phó Chính Thanh giúp, hình như cô ta đã có được thẻ xanh của Mỹ, hơn nữa còn có quan hệ không tồi với Sứ quán Mỹ ở Trung Quốc, với thân phận trước mắt của cô ta thì người Mỹ sẽ giúp cô ta. Cha Tấn Bắc cười lạnh nói, người Mỹ. Người Mỹ nếu đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Khư Phượng Tiên nói, thật ra giải quyết phiền toái này cũng rất đơn giản, chỉ cần tiết lộ cho thân phận thực sự của cô ta cho Tần gia, căn bản không cần chúng ta ra tay. Cha Tấn Bắc lắc đầu nói, kệ cô ta, đạo cũng có đạo, Hà Trường An là đối thủ đáng tôn trọng, tuy rằng tôi và hắn không phải là bằng hữu, nhưng tôi sẽ không dùng thủ đoạn như vậy để đối đãi với hậu nhân của hắn, Phượng Tiên, cô hình như có chút nóng lòng. Vương Triều Kim Cương bên kia có phải đang gặp phiền toái hay không? Khư Phượng Tiên nói, anh chắc biết cha con An Đức Huyên vẫn luôn đang âm mưu đối phó với Khư gia chúng tôi. Cha Tấn Bắc nheo mắt lại nói, đôi cha con này đúng là phiền toái, tôi thật sự không hiểu, loại người như An Đức Huyên vì sao không chịu yên lành làm xã hội đen của hắn mà cứ thích dẫm sang ngành khác.
Khưu Phượng Tiên nói, chính trị của bên chúng tôi khác với bên này, mỗi một người tranh cử muốn đạt được thành công thì nhất định phải có được sự ủng hộ về tài lực hùng hậu, bọn họ cần tiền, mà An Đức Huyên thì muốn tẩy trắng mình như, muốn biến hóa nhanh chóng từ lưu manh thành nhà hoạt động xã hội, cho nên hai bên theo như nhu cầu, tự nhiên kết hợp với nhau. An gia trong khoảng thời gian này đang lặng lẽ thu mua cổ phần của Vương Triều Kim Cương chúng tôi, hiện tại lại thêm Hà Vũ Mông, chúng tôi muốn mua lại thì nhất định phải mua về cổ phiếu của mình. Cha Tấn Bắc thở dài, cho dù bọn họ không thể mua được thì các cô cũng sẽ bởi vậy mà tổn thất một món tiền lớn. Khưu Phượng Tiên nhỏ giọng cường điệu, chúng ta. Cha Tấn Bắc nói, đôi bên cùng có lợi, vĩnh viễn là chủ đề của chính trị. Khưu Phượng Tiên nói, nếu Hà Vũ Mông kiên trì đối phó với chúng ta, tình thế sẽ rất ác liệt. Cha Tấn Bắc nói, chuyện chưa chắc đã nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Khưu Phượng Tiên nói, tôi đã tra được mấy lão già phó chính thanh đi lại thân mật với cha con An gia, nếu bọn họ liên thủ đánh úp Vương Triều Kim Cương, tình thế tương lai tuyệt đối không lạc quan. Cha Tấn Bắc hừ lạnh một tiếng, đám già đó đơn giản là muốn dựa thế mò vét một mớ thôi, Hà Vũ Mông nếu bị bọn họ bài bố thì chỉ sợ chết sẽ rất thảm. Khưu Phượng Tiên nói, tôi không cho rằng thủ hạ lưu tình là chuyện tốt. Cha Tấn Bắc nói, chuyện này để nói sau đi. Khưu Phượng Tiên nói, tiết lộ cho bí mật cho Tần gia thì ai sẽ biết là chúng ta làm. Cha Tấn Bắc nhắm mắt lại, cô làm như vậy chỉ có thể dồn cô ta vào thế đối lập với chúng ta hơn thôi, khiến chuyện trở nên phức tạp hơn, cho Trương Dương một số thời gian đi, tôi tin tưởng hắn có thể giải quyết chuyện này. Khưu Phượng Tiên kinh ngạc nhìn cha Tấn Bắc, cô ta bỗng nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt có chút xa lạ, nếu là trước đây, cha Tấn Bắc tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra sự nhượng bộ như vậy, trên kinh thương, trên làm việc. Hắn trước giờ đều là kẻ không từ thủ đoạn, mà hiện tại hắn giống như đột nhiên đổi tính, trở nên không còn quyết đoán, trở nên nhân từ mềm tay, chẳng lẽ hắn thật là bởi vì thưởng thức không thể tin được cũ Hà Trường An mà khoan dung với con gái hắn ư? Khưu Phượng Tiên không tin. Cha Tấn Bắc tuy rằng nhắm mắt lại nhưng tựa hồ vẫn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Khưu Phượng Tiên, hắn nói khẽ, Bắc Cảng gần đây xảy ra không ít chuyện, tuy rằng che được những vẫn có một số người bại lộ rồi. Khưu Phượng Tiên nói, anh là nói. Cha Tấn Bắc nói, phiền toái chân chính không phải là Hà Vũ Mông mà là người này. Sau khi Tống Hoài Minh tới Kim Vương Phủ mới biết Trương Dương và Sở Yên Nhiên cũng tới, y vốn là muốn nói chuyện riêng với Tiết Thế Luân, không ngờ Tiết Thế Luân chủ động chất biến tính chất của tiệc tối lần này thành một hồi gia yên. Trương Đại Quan Nhân trước khi tới Kim Vương Phủ không ngờ Tiết Thế Luân lại dẫn cả Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi tới, nên nói là Tiết Vĩ Đồng cũng không biết gì, khi Tiết Vĩ Đồng nhìn thấy Hắc Quả Phụ xuất hiện trước mặt thì sắc mặt lập tức có chút thay đổi. Tiết Thế Luân lại cười rất thản nhiên, y chủ động giới thiệu với khách nhân, mọi người đều biết nhau rồi như, trừ đứa con gái nuôi này của tôi. Y giới thiệu Thiệu Minh Phi với mọi người. Tiết Vĩ Đồng chua xót nói cha cũng thần bí quá nhỉ, từ lúc nào nhận một đứa con gái nuôi lớn như vậy, ngay cả con là con ruột của cha cũng không biết. Tiết Thế Luân cười nói, cha của Minh Phi là bạn tốt của cha, cũng là bạn trên thương trường của cha, sau khi anh ta qua đời thì do Minh Phi tiếp quản tất cả sinh ý của anh ta. Hiện tại không ít sinh ý của cha đều hợp tác với Minh Phi, y nói với Tống Hoài Minh huynh mang con gái con rể đến, tôi cũng dẫn theo hai đứa con gái, để chúng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cũng tiện liên lạc tình cảm, dẫu sao người của thế hệ chúng ta cũng sắp già rồi, thế giới trong tương lai thuộc về người trẻ tuổi bọn chúng. Tống Hoài Minh mỉm cười gật đầu. Tiết Vĩ Đồng nhìn người chị nuôi đột nhiên mọc ra của mình thế nào cũng không vừa mắt, cô ta không nhịn được nói, thật ra chúng con đã quen nhau rồi. Không cần phải cha phải sáng tạo cơ hội, có thể đến với nhau hay không cũng không cần cha phải tác hợp, nếu không hợp ý thì cha tác hợp cũng vô dụng. Tiết Thế Luân bật cười, con bé này tính tình luôn là như vậy, là con một nên làm cái gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân, Vĩ Đồng à, chị gái của con rộng lượng hơn con đó. Tiết Vĩ Đồng nói, chúng con phải là chị em kết nghĩa, cô ta là con gái nuôi của cha, hai chúng con không quen nhau. Thiệu Minh Phi hiện tại thì đã không còn ăn mặc kiểu khiêu gợi. Mà mặc một bộ váy màu đen lộ ra vẻ cao quý mà trang trọng, so với Hắc Quả Phụ mà Trương Dương đã gặp thì như biến thành một người khác. Trương Đại Quan Nhân nhìn Thiệu Minh Phi trước mắt, không khỏi có chút chột dạ, Tiết Thế Luân tối nay mang Thiệu Minh Phi tới, chắc không phải đặc biệt nhằm vào mình chứ. Chẳng lẽ y đã biết mình cắm sừng y, con gái nuôi ư, có hổ mới tin. Nói, người trẻ tuổi quen một số bạn luôn là chuyện tốt, tôi nghe nói Vĩ Đồng vừa tặng Yên Nhiên một chiếc xe máy. Tiết Vĩ Đồng nói, xe máy thì tính là gì à, Yên Nhiên vừa tặng cháu một chiếc đồng hồ của Breguet. Cô ta giơ cổ tay lên cho Tiết Thế Luân xem,
đương nhiên chủ yếu là khoe với Hắc quả phụ. Tiết Thế Luân nói, đồng hồ này quý quá, Đồng Đồng, con thực sự dám nhận ư? Tiết Vĩ Nồng nói, có gì mà không dám, con ó phải tham ô nhận hối lộ đâu. Tiết Thế Luân cười nói với Tống Hoài Minh huynh chớ trách, con bé này bị tôi chiều hư rồi, hôm nay thực sự không nên dẫn Enso tới. Tống Hoài Minh cười ha ha, nói, người trẻ tuổi nên như vậy, có gì nói đấy, đều là con cháu trong nhà, thoải mái là hay nhất. Tiết Thế Luân nói, tôi mời Hoài Minh huynh ăn cơm, chủ yếu là để liên lạc tình cảm, đương nhiên tôi còn muốn thuận tiện hỏi một số việc. Tống Hoài Minh gật đầu nói, Thế Luân huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói. Sở Yên Nhiên nói, sớm biết rằng hai người gặp mặt là để bàn việc công thì chúng con không nên tới quấy rầy. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, có phải là việc công gì đâu, chỉ bàn chút ra sự thôi mà. Những lời này của Tiết Thế Luân khiến Trương Đại Quan Nhân trong lòng giật thót, có điều thằng cha này rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Tiết Thế Luân chắc sẽ không tới mức như vậy. Ở trước mặt cha con Tống Hoài Minh vạch trần chuyện xấu của mình, hơn nữa Hắc quả phụ đã quen đi theo con đường gọi cảm, giờ lại chuyển sang con đường e lệ, xem ra không phải là vấn tội, mà kể ra thì mình cũng chẳng có tội gì, tối qua thật sự là sự kiện đặc biệt phát sinh dưới tình huống đặc thù. Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên nghĩ đến, căn cứ vào giới thiệu của Tiết Thế Luân, Hắc quả phụ là từ Mỹ tới, nghe nói bên kia đối với quan hệ tình dục rất thoáng, giữa nam nữ lên giường cũng giống như bắt tay, tình nhân cũng có thể mà bằng hữu cũng. Gặp mặt một lần cũng có thể hợp ý, nói tóm lại thì thoáng hơn Trung Quốc nhiều, có thể Hắc quả phụ căn bản không coi một đêm tình tối hôm qua là gì đâu hỉ. Trương Đại Quan Nhân nghĩ đến hai chữ tình này thì mặt không biết vì sao lại nóng lên, tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì thì hắn không nhớ nổi, mình từ dấu vết trên đệm đoán ra được một chút, tình cổ là thứ rất độc, hắn vốn nghe nói sau khi bị thứ này gieo vào người, sẽ toàn tâm toàn ý đối với người gieo cỏ, nhưng mình thì sao vậy? Sau khi bị gieo cổ thì mất đi lý trí. Đem hỏa lực phát tiết hết lên trên người nữ nhân khác, chẳng lẽ loại cổ mà mình bị gieo không phải là tình cổ mà là đa tình cổ ư? Trương Đại Quan Nhân đang ngồi đó miên man bất định, Sở Yên Nhiên nhìn thấy hắn thất thần, không nhịn được dùng tay huých hắn một cái, Trương Đại Quan Nhân lúc này mới có phản ứng, Sở Yên Nhiên lườm hắn một cái, đã không nhỡ nổi hắn là lần thứ mấy thất thần trong ngày hôm nay rồi. Chương 2179, Vương Phủ mời khách 4. Trong ánh mắt nhìn Tiết Thế Luân của Tống Hoài Minh có vài phần khó hiểu, y và Tiết Thế Luân không hề có giao tình quá sâu, giữa bọn họ hình như không cần thiết phải bàn ra sự gì cả. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, Hoài Minh huynh chắc đang hoài nghi động cơ của tôi, trong mắt đa số người, đám thương nhân chúng tôi làm bất kỳ chuyện gì cũng xuất phát từ mưu lợi. Tống Hoài Minh nở nụ cười khiêm tốn nói, Thế Luân huynh cũng không phải là thương nhân bình thường, anh là từ quan nhập thương. Tiết Thế Luân cười ha ha, hiện giờ cách xưng hô quan thương này cũng không còn ý nghĩa ca ngợi gì, có câu thương nhi ưu tắc ghí, rõ ràng từ thương nhập sĩ thì là đi đường dốc, còn bỏ quan tòng thương phần lớn là dưới tiền đề bất đắc dĩ. Tống Hoài Minh nói, kinh thương hay là làm quan thì đều là sắm vai một nhân vật, cái này căn bản vẫn là làm người, chỉ cần ngồi thẳng đi thẳng, làm nghề gì thì cũng đâu có phân biệt. Cho dù là mấy tiểu bối ở hiện trường cũng nghe ra những lời này của Tống Hoài Minh là một lời hai nghĩa. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, lời nói của Hoài Minh huynh rất hợp lòng tôi thủy chung cho rằng, trước khi làm việc thì phải làm người phải đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, đúng với bản thân, đúng với thương sinh, không làm thân hữu thất vọng, không được có lỗi với lương tâm. Tống Hoài Minh gật đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tiết Thế Luân, ở trong đó không phát hiện ra một chút ít áy náy nào, toàn là vẻ thản nhiên và vô tư, Tống Hoài Minh quay sang Trương Dương, nói Trương Dương. Cậu phải nhớ kỹ những lời này của chú Tiết, chỉ cần cậu có thể làm được những đạo lý làm người này thì cậu về sau sẽ có hy vọng trở thành một vị quan tốt. Hắc quả phụ Thiệu Minh Phi lúc này thở dài nói, cha nuôi nói rất đúng, con tuy rằng chỉ là một nữ nhi, nhưng cũng cho rằng nhân sinh trên đời phải làm được như vậy. Nếu một người sống trên đời không thể làm được đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, như vậy người này chính là kẻ không có lương tâm. Khi nói những lời này ánh mắt cố ý mà như vô tình nhìn về phía Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, trong lòng thì trở nên càng không yên hơn, bữa cơm này tùy thời đều có nguy cơ đổ bể, Tiết Thế Luân và Tống Hoài Minh ngoài mặt thì chuyện trò vui vẻ, nhưng trên thực tế giữa hai người thủy chung đang lặng lẽ ở trong trạng thái ngầm đấu đá, Trương Đại Quan Nhân thật sự có chút không rõ, nếu Tiết Thế Luân muốn bàn việc với Tống Hoài Minh thì vì sao muốn mời bọn họ tới đây, chẳng lẽ y chuẩn bị bới ra chuyện giữa mình và Thiệu Minh Phi trước mặt cha con Tống Hoài Minh ư?
với cảnh giới của Tiết Thế Luân chắc sẽ không làm chuyện cấp thấp như vậy chứ. Tiết Vĩ Nồng tuy rằng bình thường rất tùy tiện, nhưng lúc này cũng ngửi được một chút mùi thuốc súng, cô ta ngáp một cái rồi nói, người lớn cứ gặp nhau là nói việc công, chán chết được, sớm biết rằng như vậy bọn con chẳng tới làm gì. Tiết Thế Luân cười ha ha, nói đi nói lại, tôi quên cả chủ đề rồi, Yên Nhiên, tôi nghe nói cô ra sức đầu tư hạng mục đất đai ở đảo Thần Miếu, có hứng thú cho tôi một phần không? Sở Yên Nhiên mỉm cười nói, ăn cơm không bàn chuyện làm ăn. Tiết Thế Luân cười càng vui hơn, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ, những lời này của Yên Nhiên tôi có thể lý giải là sự cự tuyệt không? Sở Yên Nhiên nói, bác Tiết, thật không dám giấu, hạng mục này của chúng tôi không hề thiếu tài chính, nếu bác Tiết cảm thấy hứng thú với hạng mục này thì tôi có thể cung cấp điều kiện ưu đãi nhất cho bác, biệt thự cao cấp mà đảo Thần Miếu đang bán ra sẽ để bác chọn lựa tùy ý. Tiết Thế Luân mỉm cười gật đầu, quay sang nói với con gái Tiết Vĩ Đồng, Đồng Đồng, ở phương diện kinh thương con phải học Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên cười nói, tôi coi Vĩ Đồng như em gái, nếu Vĩ Đồng thích thì tôi sẽ tặng cô ta một căn là quà cưới. Trương Đại Quan Nhân đột nhiên phát hiện Sở Yên Nhiên quả nhiên đã thành thục hơn rất nhiều, mà loại thành thục này của Sở Yên Nhiên càng làm cho hắn cảm động, bởi vì Sở Yên Nhiên bất kể ở bên ngoài xử sự như thế nào, khi ở chung với hắn thủy chung vẫn giữ sự đơn thuần như lúc họ mới quen, điều này khó biết bao. Đáng quý biết bao. Sở Yên Nhiên biểu hiện khẳng khái như vậy tuyệt đối không phải là vì làm công phu ngoài mặt, trên thực tế cô ta cũng rất thưởng thức tính cách của Tiết Vĩ Đồng, cũng vô cùng hợp ý với cô ta. Tiết Vĩ Đồng vẫn luôn là người sảng khoái, nghe Sở Yên Nhiên nói như vậy, lập tức gật đầu nói, quyết định vậy đi, chị tặng em một căn biệt thự, chờ khi hai người kết hôn em tặng cho hai người một chiếc du thuyền. Tiết Thế Luân cảm thán nói, đám thanh niên này càng lúc càng khiến thế hệ già của chúng ta xấu hổ. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, nếu tôi tặng thì chỉ có thể tặng một chiếc thuyền mô hình. Mấy người đều bật cười, Tiết Thế Luân gọi người mang đồ ăn lên, trong bữa cơm quả nhiên chỉ nói những việc nhỏ. Bất kể Tiết Thế Luân hay là Tống Hoài Minh đều không chủ động đề cập tới chuyện của Bắc Cảng. Trong bữa cơm này người phải chịu dày vò nhất chính là Trương Dương, bởi vì Hắc Quả Phụ ở đây, hắn thủy chung không thể yên tâm được, hắn luôn chờ đợi một cái cớ để rời khỏi, nhưng nói ra cũng lạ, buổi tối hôm nay có chút rất lạ, hắn mở di động mà không ngờ không có một cú điện thoại nào. Khó khăn lắm cuối cùng mới đợi được một cú điện thoại sau khi bữa ăn bắt đầu được một tiếng, Trương Đại Quan Nhân vội vàng bắt máy, alo. Trong điện thoại vang lên giọng NC của mẹ nuôi La Tuệ Ninh của cô ta, giọng nói của bà ta lộ ra vẻ lo âu, Trương Dương, con đang ở đâu? Trương Dương đứng dậy nói, mẹ nuôi, có chuyện gì thế? Từ trong giọng nói của La Tuệ Ninh hắn cảm thấy một số thành phần bất an. La Tuệ Ninh nói, con có thể tới nhà mẹ một chuyến không? Đừng nói Trương Dương hiện tại đang ước gì có cớ để chuồn, cho dù không phải vậy thì hắn cũng coi chuyện của mẹ nuôi là chuyện tất yếu phải làm. Hắn sau khi nói rõ tình huống với người ở đây, thì Tống Hoài Minh cũng biểu hiện khá thoáng, cậu mau đi đi. Sở Yên Nhiên đứng dậy nói, con đi với anh ấy. Tiết Vĩ Đồng nói, con cũng đi, cùng ăn với người lớn cảm thấy buồn lắm, nhìn thấy người khác đều đi, Hắc Quả Phụ tất nhiên cũng không tiện một mình ở lại. Trong phòng rất nhanh liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Tiết Thế Luân và Tống Hoài Minh hai người. Tiết Thế Luân chủ động cầm bình rượu lên rót đầy một ly cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, Thế Luân huynh lớn tuổi hơn tôi, nào có đạo lý anh rót rượu cho tôi. Tiết Thế Luân cầm chén rượu đưa vào tay Tống Hoài Minh, Hoài Minh, chén rượu này là tôi đặc biệt xin lỗi anh. Tống Hoài Minh tiếp lấy chén rượu, cầm trong tay, Thế Luân huynh sao lại nói vậy? Thật ra trong lòng y đã minh bạch, Tiết Thế Luân cuối cùng cũng muốn nhắc tới đề tài của Hạng Thành. Tiết Thế Luân nói, trong lòng tôi vẫn luôn đối đãi với Hạng Thành như anh ruột, ở cái thời loạn lạc. Là anh ta bảo hộ an toàn cho cha tôi, nếu không có anh ta, cha tôi rất khó qua được 10 năm đó, không có cha tôi thì không có Tiết gia này, cho nên Hạng Thành là ân nhân của Tiết gia chúng tôi luôn coi anh ta như một phần tử của Tiết gia. Tầng quan hệ mà Tiết Thế Luân nói thật ra rất nhiều người đều biết, không phải là bí mật gì, lúc trước Tiết lão chính là vì phần cảm kích này đối với Hạng Thành, từ đó diễn hóa thành chiếu cố đối với y. Hạng Thành cuối cùng có thể ngồi trên vị trí bí thư thị ủy Bắc Cảng gần hết hai nhiệm kỳ cũng là vì nguyên nhân này. Tống Hoài Minh nói, Tiết lão là người ân oán rõ ràng, tôi thủy chung rất kính nể Tiết lão. Tiết Thế Luân nói, bất kỳ ai cũng không phải là vạn năng, cho dù là cha tôi cũng không thể nhìn rõ được mọi việc. Nói tới đây y tạm dừng một chút, giọng nói thấp đi rất nhiều, cha tôi không hề biết về những việc mà Hạng Thành đã làm. Tống Hoài Minh gật đầu, tôi tin.
Tiết lão là người trong mắt không chịu nổi một hạt cát, nếu ông ta biết có người phạm pháp, cho dù là thân nhân thì ông ta cũng sẽ không lưu tình. Tiết Thế Luân thở dài, lời này của anh nói không sai, có biết năm đó tôi vì sao bỏ quan tòng thương hay không? Tống Hoài Minh lúc này sắm vai một người lắng nghe, y không hề ngắt lời Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân nói, tôi trong công tác đã phải một sai lầm không nhỏ, chuyện này bị Doãn Chi Huynh báo cáo cho cha tôi. Vì thế lão nhân gia liền lựa chọn quân pháp bất phị thân, bức tôi tự từ chức, rời khỏi quan trường để tránh làm ông ta hổ thẹn. Tống Hoài Minh cũng từng nghe nói tới đoạn cố sự này của Tiết Thế Luân, hiện tại xem ra chuyện Tiết Thế Luân lúc đó gây ra cũng không tính là sai lầm có tính nguyên tắc gì cả, chỉ là tư tưởng quá mức cấp tiến, quá coi trọng chính thích, vẫn chưa tới mức khiến y phải rời khỏi quan trường. Bởi vì chuyện này liên quan tới mấy người đều vô cùng mẫn cảm, cho nên Tống Hoài Minh cũng không thích hợp bình luận. Tiết Thế Luân nói, tôi lựa chọn ra hải ngoại làm kinh thương, vừa đi đã mất hơn 10 năm, cho tới lúc tôi ổn định trên thương trường, mấy năm trước cha tôi mới nói cho tôi hay, ông ta lúc trước chỉ muốn dạy dỗ tôi, chứ không phải thật lòng muốn tôi phải rời khỏi quan trường. Thật ra trong lòng ông ta rất muốn con nối nghiệp cha, ông ta hy vọng tôi tiếp tục đi trên con đường quan trường này. Chương 2180, gặp gia trưởng 1. Tống Hoài Minh nói, thật ra bất kể cũng có thể gây dựng một phen sự nghiệp, Thế Luân huynh hiện tại làm cũng rất xuất sắc. Tiết Thế Luân nói, ở quốc gia này của chúng ta, làm rạng rỡ tổ tông tuyệt đối không phải là chỉ dùng tiền tài là có thể làm được. Trong mắt cha tôi, thành tựu của tôi chỉ sợ không thể đánh đồng với Hoài Minh huynh. Tống Hoài Minh nói, Thế Luân huynh nói như vậy, tôi thật sự rất xấu hổ. Tiết Thế Luân quay lại đề tài về hạng thành, Hoài Minh huynh, tôi cũng không giấu gì anh, trong khoảng thời gian này trong lòng tôi vô cùng dày vò, chính là vì chuyện của hạng thành. Tống Hoài Minh nói, hắn là hắn, anh là anh, hắn cũng không phải là trẻ chưa thành niên, nên gánh trách nhiệm vì hành vi của mình. Tiết Thế Luân nói, rất cao hứng khi nghe thấy anh nói như vậy, nhưng rất nhiều người lại không nghĩ như vậy. Tống Hoài Minh nói, người sống trên đời thực sự bị khốn nhiễu quá nhiều. Nếu mỗi một việc chúng ta đều phải để ý, như vậy sẽ có rất nhiều phiền não, người đến tuổi của chúng ta, phiền não đã không ít rồi, sao còn phải tự tìm phiền não nữa? Tiết Thế Luân mỉm cười nói, Hoài Minh huynh ở trong quan trường, xử lý giải đối với quan trường thì thấu triệt hơn tôi rất nhiều. Một người chỉ cần đã làm rồi thì sẽ bị khắc lên dấu của quan trường, bất kể anh về sau có làm quan hay không, bất kể anh đã về hưu hay chưa, người khác đầu tiên sẽ nhớ đoạn kinh lịch làm quan của anh. Nghĩ đến anh trong đoạn thời gian đó có giành được lợi ích gì không? Không ngại bị chê cười, ngoài mặt thì rất nhiều người đều thừa nhận tôi trên buôn bán rất có thành tựu, nhưng ở sau lưng rất nhiều người đều sẽ coi tất cả thành tựu mà tôi đạt được là nhờ phước ấm của tổ tiên, cho rằng một nửa lớn thành tích mà tôi có được là tới từ cha tôi, cùng với đoạn kinh lịch làm quan trong quá khứ của tôi. Tống Hoài Minh nói, Thế Luân huynh đã qua cái thời thanh niên rồi, suy nghĩ của người khác chẳng lẽ còn ảnh hưởng tới tâm cảnh của anh ư? Tiết Thế Luân nói, tôi là người xính cường, từ nhỏ đã lấy vượt qua cha tôi làm mục tiêu, nhưng về sau lại phát hiện, tôi cả đời này cũng không thể vượt qua được cha tôi, bởi vì tôi không thể không lựa chọn hoàn cảnh phát triển hoàn toàn bất đồng với cha, tôi tòng thương còn ông ta thì làm quan. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, giữa cha con cần để ý như vậy ư. Tiết Thế Luân nói, lão gia tử đi quá đột nhiên, ông ta trước khi qua đời từng có một cuộc nói chuyện với tôi. Ở trong lòng ông ta thủy chung kỳ vọng tới phát triển trên sĩ đồ, là tôi đã cô phụ ông ta. Tống Hoài Minh nói, một người nên đi con đường nào, cho dù là người vĩ đại cũng không thể khống chế. Giống như hạng thành, hắn đã cô phụ sự tín nhiệm của Tiết lão đối với hắn, làm ra chuyện nguy hại cho quốc gia, nguy hại cho nhân dân. Tuy rằng hắn cuối cùng lựa chọn tự sát để tạ tội, nhưng điều này cũng không thể rửa sạch sai lầm mà hắn đã phạm phải, tôi cũng sẽ không bởi vậy mà từ bỏ truy tra hắn. Nhất định phải đưa hắn và đồng bọn của hắn ra trước pháp luật, nhất định phải trả lại cho Bắc Cảng một càn khôn sáng sủa. Những lời này của Tống Hoài Minh nói rất có khí phách, như tuyên truyền giác ngộ. Tiết Thế Luân ý thức được Tống Hoài Minh đang thông qua những lời này để truyền đi tín hiệu nào đó cho mình, y thở dài, Hoài Minh huynh, tôi lo lắng nhất chính là có người muốn lợi dụng chuyện này, tôi không muốn chuyện của hạng thành tạo thành ảnh hưởng tới danh dự cả đời của cha tôi. Tống Hoài Minh nhìn vào hai mắt của Tiết Thế Luân. Ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn xuyên thấu đôi mắt giống như sương mù của Tiết Thế Luân, Tống Hoài Minh nói tôi tin Tiết lão, nếu Tiết lão còn sống. Ông ta tất nhiên sẽ quân pháp bất phị thân, bất kỳ một người có lương chi nào cũng sẽ không đi bôi nhọ một vị tiền bối có công huân lớn lao như ông ta, Tiết lão là cha của
anh hiểu ông ta hơn so với bất kỳ ai, nếu tôi là anh thì tôi tuyệt đối sẽ không lo lắng. Một chỗ nào đó trong nội tâm của Tiết Thế Luân bởi vì những lời này của Tống Hoài Minh mà xúc động, y nói khẽ, bên ngoài cũng có rất nhiều lời đồn đại, nói tôi mới là nhân vật chủ sự sau lưng Hạng Thành. Tống Hoài Minh gật đầu nói, tôi cũng có nghe nói. Anh thấy thế nào? Tống Hoài Minh lắc đầu nói, tôi không tin. Ánh mắt của Tiết Thế Luân sáng ngời, y không ngờ Tống Hoài Minh đưa ra câu trả lời khẳng định như vậy. Tống Hoài Minh nói, tôi và Thế Luân huynh tương giao không sâu, chỉ có tiếp xúc vài lần, nhưng tôi đối với Thế Luân huynh cũng coi như là có tìm hiểu một chút, tôi lớn mật nói ra, mong rằng Thế Luân huynh không lấy làm phiền lòng. Tiết Thế Luân mỉm cười gật đầu. Tống Hoài Minh nói, Thế Luân huynh là người vô cùng hiếu thuận, tôi thủy chung cho rằng một người đối với cha mẹ không tốt thì tuyệt đối không thể trung tâm ái quốc. Ở trong mắt tôi Thế Luân huynh là một thương nhân ái quốc, anh rất coi trọng vinh dự của gia tộc, đây cũng không phải là bởi vì lòng hư vinh, mà là sự kính trọng đối với trưởng bối, là để bảo vệ và duy hộ danh dự của trưởng bối, nếu không Thế Luân cũng sẽ không bởi vì chuyện của Hạng Thành mà khẩn trương như vậy, cũng sẽ không lo lắng chuyện của Hạng Thành sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tiết lão. Tiết Thế Luân không nói gì, lại nhẹ giọng thở dài, giống như Tống Hoài Minh nói vào tận đáy lòng y. Tống Hoài Minh nói, có đôi khi tôi thường xuyên suy nghĩ, cha mẹ cho chúng ta sinh mệnh, cho chúng ta rất nhiều ân tình mà cả kiếp này cũng không thể hồi báo được, mà chúng ta thì cho bọn họ được gì, chúng ta có năng lực cho bọn họ cái gì. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi muốn tận hiếu cũng không có cơ hội, điều tôi có thể làm không phải là mỗi tiết thanh minh thì về phía trước mộ phần của cha mẹ đốt chút khói nhang. Cũng không phải là dùng sự thăng quan của tôi để an ủi vong linh của bọn họ, tôi biết bọn họ không cần. Cái bọn họ thực sự để ý là tôi có làm người một cách trong sạch hay không, có là một người không thẹn với quốc gia, không thẹn với nhân dân, không thẹn với chính bản thân hay không. Tiết Thế Luân mím môi, cầm chén rượu lên nói, vì những lời này của anh, tôi kính anh. Sở Yên Nhiên điều khiển chiếc xe máy Bios chở Trương Dương đi xuyên qua dòng xe ở đường lớn của Kinh Thành. Từ kính chiếu hậu cô ta phát hiện một chiếc Kawasaki 1000 đang dùng tốc độ kinh khủng đuổi theo họ, từ dáng người rất dễ có thể phán đoán ra đó là một nữ nhân. Khi Sở Yên Nhiên nhận ra đó là một nữ nhân thì Trương Đại Quan Nhân cũng nhận ra đó là Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi, trong lòng hắn gần như tuyệt vọng, Hắc Quả Phụ này thật đúng là âm hồn không tan. Hắc Quả Phụ điều khiển xe máy rất nhanh đã chạy song song với Sở Yên Nhiên nhận ra cô ta, đôi môi đỏ như lửa của Hắc Quả Phụ hơi hơi hé ra. Lộ ra hàm răng trắng bóng. Sở Yên Nhiên nghiêng đầu về phía cô ta, Hắc Quả Phụ minh bạch ý tứ của đối phương, Sở Yên Nhiên hiển nhiên đồng ý khiêu chiến với mình. Chương 2181, gặp gia trưởng 2. Trong mắt Hắc Quả Phụ mình đã nắm chắc thắng lợi, dẫu sao trên xe Sở Yên Nhiên có thêm một người, dưới tình huống động cơ xe ngang nhau, nhưng phụ tải so với đối phương thì ít hơn 100 cân, phần thắng đương nhiên ở bên phía mình, ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng chỉ có kỹ năng điều khiển. Hai chiếc máy xe cơ hồ đồng thời phóng về phía trước, phân biệt từ hai bên trái phải đi qua một chiếc xe tải lớn, Trương Đại Quan Nhân phát hiện lòng hiếu thắng của nữ nhân thì hơn xa nam nhân. Sau khi thực sự đọ sức, Hắc Quả Phụ mới phát hiện kỹ năng lái xe của Sở Yên Nhiên so với mình thì cao minh hơn rất nhiều, trên đường cao tốc xe đi lại như mắc cửi, cô ta rất nhanh đã bỏ xa mình một đoạn, nhìn Hắc Quả Phụ càng lúc càng bỏ lại xa, Trương Đại Quan Nhân thầm thở ra một hơi, giang tay ôm chặt Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nói, em so với cô ta thì thế nào? Trương Đại Quan Nhân nói khẽ, không cần phải so sánh. Sau khi bọn họ xuống xe, Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương, có chút u oán nói một câu nói, làm nữ nhân của anh mệt chết đi được, từng thời từng khắc phải đối mặt với những người khiêu chiến không biết từ đâu chui ra. Trương Đại Quan Nhân nói, đến cuối cùng người thắng vẫn là em. Sở Yên Nhiên lắc đầu, không phải em, là anh mới đúng. Trương Đại Quan Nhân nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Sở Yên Nhiên, không biết vì sao trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả, giang tay ôm chặt Sở Yên Nhiên vấp vê trong lòng, ôm chặt tới mức Sở Yên Nhiên cơ hồ không thở được, hai khuôn mặt dí sát vào nhau, Trương Dương nói khẽ anh thề, anh sẽ đối với em thật tốt, tốt cả đời. Lý Vĩ không biết xuất hiện ở cửa lớn từ khi nào, hắn là đặc biệt ra đón Trương Dương và Sở Yên Nhiên, vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt, Sở Yên Nhiên ý thức được có người đến. Vội vàng đẩy Trương Dương ra, mặt xấu hổ tới đỏ bừng. Trương Dương gật đầu với Lý Vĩ, anh rất biết chọn lúc. Lý Vĩ giống như không nhìn thấy gì, bình tĩnh nói, phu nhân đang chờ hai người. Vẻ mặt của La Tuệ Ninh cũng bất an như giọng nói của bà ta đang bất an đi đi lại lại trong phòng,
nhìn thấy Trương Dương tiến vào thì vội vàng ra đón, Trương Dương, Yên Nhiên, hai đứa tới rồi à? Bà ta phân biệt tóm lấy cánh tay của Trương Dương và Sở Yên Nhiên. Trương Dương nói, mẹ muội, mẹ sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? La Tuệ Ninh gật đầu, dưới sự dìu đỡ của họ ngồi xuống sofa, La Tuệ Ninh lấy ra một phong thơ, từ trên phong thư có thể nhìn ra phong thư này là viết cho bà ta. Trương Dương mở ra đọc, nội dung trong thư có liên quan tới Tần Manh Manh, giữa những hàng chữ tràn ngập ý tứ tạo áp lực cho La Tuệ Ninh, vạch ra mấy lần Tần Manh Manh bình yên trốn khỏi Trung Quốc đều là nhờ La Tuệ Ninh giúp. Lý Vĩ ở bên cạnh nói, phong thư này tôi đã sai người làm giám định kỹ thuật, chắc là kẻ vô cùng chuyên nghiệp, không truy tra ra được bất kỳ manh mối mối gì. La Tuệ Ninh nói, người này nhất định biết rõ nội tình, vô cùng hiểu rõ chuyện mẹ đã làm cho Hà Vũ Mông. Trương Dương sau khi xem xong phong thư này thì nói khẽ, trong thư không đề xuất điều kiện gì, có điều. Hắn tạm dừng một chút rồi nói, người viết phong thư này, ý tứ rất rõ ràng, muốn thông qua mẹ để tạo áp lực tới Hà Vũ Mông, để đạt được mục đích ép cô ta phải đi. La Tuệ Ninh nói, mẹ biết Hà Vũ Mông trước mắt đang lập kế đối phó với cha Tấn Bắc, chuyện này có phải là cha Tấn Bắc làm hay không? Trương Dương lắc đầu, mẹ nuôi, chuyện này chắc không liên can tới cha Tấn Bắc, hay là thế này đi, mẹ giao nó cho con xử lý, mẹ đừng lo. La Tuệ Ninh sở dĩ gọi Trương Dương tới, thật ra cũng chính là muốn giao chuyện này cho hắn xử lý, trên thực tế cũng chỉ có Trương Dương mới là người thích hợp nhất để xử lý chuyện này. Trước mắt cũng chỉ có lời nói của hắn thì Tần Manh Manh mới nguyện ý nghe. Bàn xong chuyện này, La Tuệ Ninh tựa hồ yên ổn hơn rất nhiều, bà ta cầm tay Sở Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, mẹ cuối cùng cũng được thấy hai đứa hòa thuận lại rồi, lần này mẹ quyết không cho phép hai đứa chia tay nữa. Sở Yên Nhiên đỏ mặt nói, cô La à, thật ra chúng cháu chỉ đùa thôi. La Tuệ Ninh nói, hai đứa nhóc này, sao lại lấy chuyện chia tay ra đùa? Mẹ biết con và Trương Dương yêu nhau nhiều năm như vậy. Thằng ôn này gàn bước quen rồi, nhất định khiến con phải chịu không ít ủy khuất. Sở Yên Nhiên nói, nào có chuyện đó, anh ấy rất tốt với con. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy Sở Yên Nhiên khen mình thì trong lòng sướng rơn. La Tuệ Ninh nói với Trương Dương, sáng mai Lão Thái Thái sẽ tới Kinh Thành, cha mẹ con cũng tới, mẹ và cha nuôi của con đã thương lượng, buổi tối ngày mai đón gió tẩy trần cho họ ở Kim Vương Phủ. Lại là Kim Vương Phủ, Trương Đại Quan Nhân và Sở Yên Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Đều mỉm cười. La Tuệ Ninh, hai đứa nói thật cho mẹ biết đi, giờ có tính toán gì? Trương Đại Quan Nhân bộ dạng nhu thuận, con tất cả nghe theo Yên Nhiên, cô ta bảo con làm gì thì con sẽ làm cái đó. Sở Yên Nhiên có chút xấu hổ, cô ta ngượng ngùng cúi đầu. La Tuệ Ninh nói, mẹ cũng không giấu các con, Lão Thái Thái trong điện thoại đã nói với mẹ rồi, lần này nhất định phải bắt các con đăng ký kết hôn. Trương Dương nói, thật ra ngày cưới đã định rồi, trước đó con và Yên Nhiên đã bàn rồi, không phải quốc khánh thì cũng là năm mới. Sở Yên Nhiên nói, còn nói cái gì cũng nghe em, cuối cùng vẫn là anh định đoạt mà. La Tuệ Ninh nhìn hai đứa con này, mặt mỉm cười, những ở sâu trong lòng rất kỳ vọng được nhìn thấy người thế hệ này thành ra lập nghiệp, từ trên người Trương Dương và Yên Nhiên bà ta không khỏi lại nghĩ tới hai đứa con mình, tâm tình lại trở nên buồn bã hơn rất nhiều. Tối hôm đó La Tuệ Ninh giữ bọn họ ở lại, Trương Dương biết cha nuôi Văn Quốc Quyền bận chính sự. Bình thường rất ít ở nhà, Văn Hạo Nam thì lại đang ở Nam Tích, Văn Linh từ sau khi bị hắn phế bỏ võ công. Tuy rằng không sinh sự nữa, nhưng thà ở chùa triền lễ Phật tu hành chứ không muốn về nhà ở, vị phó thủ tướng phu nhân La Tuệ Ninh này ngoài mặt thì phong quang, nhưng trên thực tế lại rất cô độc tịch mịch. Sở Yên Nhiên dù sao cũng bay đường dài về, hàn huyên với bọn họ trong chốc lát thì cảm thấy có chút mệt mỏi. La Tuệ Ninh bảo cô ta đi ngủ trước. Trong phòng khách chỉ còn lại bà ta và Trương Dương. La Tuệ Ninh thở dài nói, dựa theo cách nói của con thì Hạo Nam đã biết thân phận thực sự của Hà Vũ Mông. Trương Dương nói, biết thì sao, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh ta cũng không phải là trẻ con, nên hiểu chuyện trên tình cảm không miễn cưỡng được. La Tuệ Ninh nói, con phải nghĩ biện pháp, bất kể là như thế nào cũng phải khuyên cô ta rời khỏi, mẹ không chỉ là vì Hạo Nam. Hiện tại rất nhiều chuyện đều trở nên vô cùng vi diệu, Hà Trường An tuy rằng đã chết, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả về hắn đã kết thúc. Hắn làm kinh thương nhiều năm như vậy, quả thực có mấy bằng hữu. Nhưng cừu nhân cũng không ít, có một số người đã chuyển cừu hận đối với hắn sang người nhà của hắn. Chương 2182, gặp gia trưởng ba. Trương Dương nhận thấy được La Tuệ Ninh tựa hồ biết một số việc, hắn nói khẽ, mẹ nuôi,
mẹ là nói có người rất có thể sẽ gây bất lợi cho cô ta. La Tuệ Ninh nói, gần đây tin tức truyền tới rất nhiều, Hà Trường An sở dĩ có thể sau khi cải cách mở cửa nhanh chóng tích lũy được tài phú lớn như vậy, một bộ phận trong đó không phải thông qua con đường chính đáng mà có. Trương Dương nói, trước đó cũng có điều tra về chuyện Hà Trường An bị tình nghi dính líu đến nút lót, có điều cuối cùng cũng không tra ra vấn đề quá lớn của hắn. La Tuệ Ninh nói, chuyện này vẫn chưa kết thúc, theo như mẹ biết thì trước mắt Hà Trường An không chỉ có liên quan tới nút lót và làm kinh doanh bất chính, còn bị tình nghi dính líu đến giúp một số quan viên rửa tiền. Trương Dương nhíu mày, nếu thật sự là như vậy, vấn đề của Hà Trường An chỉ sợ rất lớn, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của La Tuệ Ninh. Trương Dương bỗng nhiên ý thức được vấn đề của Hà Trường An hiển nhiên đã mang đến một số phiền toái không cần thiết cho Văn gia. Bên trong quan trường, nhất là giữa đối thủ, đối với vấn đề này là rất mẫn cảm, đối thủ chính trị của Văn Quốc Quyền cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. Trương Dương nói khẽ, vấn đề của Hà Trường An liệu có mang tới phiền phức cho cha mẹ không? La Tuệ Ninh không lập tức trả lời hắn. Một lát sau mới, lão Hà và nhà chúng ta quen biết nhiều năm, vẫn luôn là bằng hữu rất tốt. Cha nuôi của con đối với quan hệ cũng vô cùng cẩn thận, thủy chung thừa hành quân tử chi giao nhạt như nước, không để phát sinh bất kỳ quan hệ kinh tế nào với Hà Trường An, nhưng... Bà ta tạm dừng một chút rồi cắn cắn môi nói, hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh lúc mới xây dựng cần tài chính khởi động, lão Hà chủ động xin gia nhập hội từ thiện, cũng cung cấp 2.000 vạn vạn nhân dân tệ làm quyên góp, bởi vì lão Hà là mẹ giới thiệu vào, cho nên hiện tại có người đang lợi dụng chuyện này để làm khó. Trương Dương biết rõ chuyện này tuyệt không đơn giản, người có gan lợi dụng chuyện này để làm khó dễ Văn gia nhất định không phải là nhân vật tầm thường, nếu đổi thành trước đây, Trương Đại Quan Nhân có lẽ đã sớm vỗ bàn nổi giận, thề sẽ đòi lại công đạo cho Văn gia, nhưng hiện tại hắn làm việc so với trước đây thì ổn trọng hơn rất nhiều chuyện không phải phát hỏa là có thể giải quyết được vấn đề. La Tuệ Ninh sở dĩ nói với hắn chuyện này, quan trọng hơn là một loại thổ lộ, chứ không phải cần hắn giúp. Trong loại đấu tranh chính trị này Trương Dương cũng rất khó giúp được gì, Trương Dương nói, mẹ nuôi, con nên làm gì? La Tuệ Ninh từ trong những lời này của hắn đã cảm thấy được sự tiến bộ của hắn, nói khẽ, mẹ chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi, con không phải làm gì cả, trong chuyện của Hà Trường An, Văn gia chúng ta không thẹn với lương tâm, cho dù có người muốn lợi dụng chuyện này để bôi nhọ chúng ta thì hắn cũng sẽ không được như ý nguyện đâu. Trương Dương gật đầu. La Tuệ Ninh thở dài nói, mẹ là cảm thấy có lỗi với tiên sinh, chuyện lần này có thể sẽ làm ảnh hưởng về phía danh dự của lão nhân gia. Trương Dương vỗ vỗ mờ u bàn tay của La Tuệ Ninh, an ủi, mẹ nuôi, thanh giả tự thanh, mẹ cần gì phải để một số kẻ dụng tâm kín đáo làm ảnh hưởng, con nghĩ tiên sinh trên trời có linh thiêng nhất định có thể minh bạch chân tướng của chuyện này, ông ta sẽ không bận tâm đâu. La Tuệ Ninh cười cười. Tràn ngập tự trách nói, hiện tại ngẫm lại mẹ cuối cùng vẫn cân nhắc, lúc hội từ thiện mới thành lập, đối với quyên tiền từ ngoại giới cân nhắc chừng mực không đủ nghiêm khắc, chỉ muốn mau chóng thiết lập hội từ thiện, chứ không ngờ có vấn đề với lai lịch của một số khoản tiền. Trương Dương nói, mẹ nuôi, chuyện đã xảy ra rồi, mẹ cũng đừng rối rắm quá. Thị phi đúng sai tự có công đạo, chuyện không làm thì không ai có thể áp đặt lên người mẹ được. La Tuệ Ninh nói, cha nuôi con tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mẹ biết trong lòng ông ta không vui, mẹ không biết nên giải thích với ông ta như thế nào, chỗ Văn Linh và Hạo Nam mẹ lại không biết có nên nói với chúng không, cho nên. Nói tới đây mắt của bà ta có chút đỏ lựng. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ yên tâm, chuyện này rất nhanh sẽ qua thôi, bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì thì con sẽ đứng bên mẹ. Văn Quốc Quyền trở về thì đã khuya, khi y trở về. Nghe nói Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều ngủ ở đây thì cười cười, nhìn vợ vẫn đang chờ, có chút áy náy nói, gần đây chuyện công tác rất bận, sự tình trong nhà phải để em lo hết rồi. La Tuệ Ninh nói, công tác có bận tới mấy thì cũng phải chú ý tới thân thể. Văn Quốc Quyền gật đầu, y mỉm cười nói, anh đi tắm rửa, em ngủ trước đi. Văn Quốc Quyền tắm rửa xong vào phòng ngủ thì phát hiện đèn ngủ vẫn sáng, La Tuệ Ninh vẫn ngồi ở đó lẳng lặng chờ y. Văn Quốc Quyền không khỏi cười, sao? Không ngủ được à? La Tuệ Ninh gật đầu, ngày mai người nhà của Trương Dương và Yên Nhiên sẽ tới đây, em đã đặt phòng ở Kim Vương Phủ, anh nhất định phải tới tham dự đó. Văn Quốc Quyền gật đầu nói, trước đó em đã nói rồi mà, anh vẫn nhớ, đúng rồi, hay là thôi ở Kim Vương Phủ đi, chúng ta tới khách sạn Tây Sơn, hoàn cảnh bên đó thanh nhã hơn, ra vào cũng ít gặp người quen hơn. La Tuệ Ninh nói, nghe anh. Sáng sớm mai em sẽ thông chi cho bọn họ.
Văn Quốc Quyền nói, hai đứa nhỏ có hòa hòa không? La Tuệ Ninh nói, theo em thấy thì tình cảm giữa chung trước giờ không có vấn đề gì. Văn Quốc Quyền cười nói, không có vấn đề là tốt nhất, anh còn tưởng rằng chúng chia tay thật, mấy ngày trước, khi anh gặp Kiều Lão, Lão gia tử lộ ra ý tứ muốn anh tác hợp Trương Dương và cháu gái của ông ta. La Tuệ Ninh thở dài nói, thằng Ôn này có nữ nhân duyên đặc biệt, rất nhiều nữ hài tử xuất sắc đều thích nó, thật sự không biết là nó có phúc hay là nỗi khổ của nó. Văn Quốc Quyền nói, quyết định sớm một chút là tốt nhất, đừng giống như Hạo Nam, lớn như vậy rồi mà Thủy Chung không có định tính. Nhắc tới con trai, La Tuệ Ninh lập tức trầm mặc. Văn Quốc Quyền nói, không nhắc tới những chuyện khiến em phiền lòng nữa, chúng ta hay là nghỉ ngơi sớm một chút. La Tuệ Ninh bỗng nhiên tóm lấy cánh tay Văn Quốc Quyền, đầu tựa vào vai y, tự nhiên bật khóc. Văn Quốc Quyền bị biểu hiện này của bà ta khiến cho ngây ngốc, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, Tuệ Ninh, em sao thế? La Tuệ Ninh không nói gì, chỉ thấp giọng khóc nức nở. Văn Quốc Quyền chỉ có thể đè bà ta khóc trong chốc lát, khó khăn lắm La Tuệ Ninh mới khống chế được tình tự của mình, run giọng nói, Quốc Quyền à, em xin lỗi anh, bọn nhỏ trong nhà không nghe lời. Bên ngoài thì lại mang tới cho anh nhiều phiền toái như vậy. Văn Quốc Quyền cười nói, ai nói? Nếu không có em thì anh căn bản không thể nào an tâm làm công tác của mình, nếu không có em thì anh cũng sẽ không có thành tựu hôm nay. Ở trong lòng anh e Thủy Chung là người thân thiết nhất, Thủy Chung là người mà anh phải cảm ơn nhất trên thế giới này. La Tuệ Ninh đỏ mắt nói, em cho rằng anh sẽ không nói ra những lời này. Văn Quốc Quyền cười nói, sao lại không? Đối với em anh vĩnh viễn sẽ nói vậy. Y ôm vai vợ, có tâm sự gì thì cứ nói ra, giữa vợ chồng không có gì không thể nói cả. La Tuệ Ninh nói, gần đây chuyện của hội từ thiện nhất định đã mang tới cho anh rất nhiều phiền toái. Văn Quốc Quyền cười cười lắc đầu, có gì mà phiền toái. Chúng ta thực sự có vấn đề thì đó mới chính là phiền toái, chúng ta không thẹn với lương tâm, thì có gì mà phiền toái. Người khác muốn nói gì thì cứ để cho họ nói, anh cứ làm chuyện của anh. Thật ra những ngày nay em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để khai thông cho em một chút, đừng có nghĩ nhiều quá, mấy năm nay anh trên sĩ đồ một đường đi lên, có lẽ không có bao nhiêu bằng hữu, nhưng cũng không thiếu kẻ địch, công kích ác ý của người khác sẽ chỉ làm anh trở nên kiên cường hơn, chẳng lẽ em đối với chồng mình ngay cả một chút lòng tin cũng không có ư? La Tuệ Ninh nói, tôi có lòng tin. Margaret và Từ Lập Hoa cùng nhau vào buổi chiều ngày hôm sau tới Kinh Thành, Lâm Tú đã sớm an bài chỗ nghỉ ngơi. Vốn chuẩn bị để Lão Thái Thái tới Tứ Hợp Viện ở đường Cảnh Phúc nghỉ ngơi, nhưng bên kia La Tuệ Ninh đã an bài, mời Lão Thái Thái tới khách sạn Tây Sơn ở. Trương Dương và Sở Yên Nhiên nhìn thấy Lão Thái Thái ngồi xe Mercedes vào bãi đỗ xe, hai người ra đón, Margaret qua cửa sổ nhìn thấy hai người tay trong tay đi ra thì không khỏi mừng rỡ tới mặt mày hớn hở, nói với Từ Lập Hoa bên cạnh, hai đứa nhỏ này xứng đôi thật. Từ Lập Hoa cười cười gật đầu, lần này Triệu Thiết Sinh không tới. Hắn nghe nói tới Kinh Thành có thể sẽ phải gặp đại nhân vật thì thấy sợ, nói gì cũng không chịu đi, cho nên Từ Lập Hoa tới một mình. Từ Lập Hoa và Lâm Tú một trái một phải đỡ Lão Thái Thái xuống xe, Margaret hai chân sau khi hai chân chạm đất thì nói, không cần đỡ tôi tự đi được. Tính tình của bà ta xưa nay vẫn rất mạnh mẽ. Sở Yên Nhiên như con nai con vui vẻ chạy tới trước mặt Lão Thái Thái, ôm cổ bà ta, còn hôn chụt chụt hai cái lên mặt bà ta, bà ngoại, con nhớ bà chết đi được. Chương 2183, gặp gia trưởng 4. Lão Thái Thái mừng rỡ cười vui, con bé này, đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt gạt ta, trong lòng con rốt cuộc là nhớ ta hơn, hay là nhớ thằng tiểu tử thối này hơn. Giọng nói sang sảng của Trương Dương theo sau vang lên, đương nhiên là nhớ lão nhân gia hơn một chút, cháu và bà căn bản không thể đánh đồng được, bà là Nhật Nguyệt, cháu nhiều nhất cũng chỉ là đom đóm thôi. Lão Thái Thái cười nói, miệng lưỡi trơn tru. Chính là công phu mồm mép này đã lừa mất đứa cháu gái ngoan của tôi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cháu lừa cô ta không chỉ có dùng công phu mồm mép thôi đâu. Sở Yên Nhiên đỏ mặt lườm hắn một cái, trong lòng mắng thầm hắn là lưu manh, cái gì cũng nói ra được. Trương Dương cười cười đi tới trước mặt mẹ, mẹ, con trai thỉnh an mẹ. Từ Lập Hoa mỉm cười nói, nhìn thấy hai đứa hòa hảo như lúc ban đầu mẹ rất an tâm. Sở Yên Nhiên rất nhu thuận gọi, cô Từ. Từ Lập Hoa liên tục gật đầu, nắm tay cô ta, càng nhìn càng thấy thích, Yên Nhiên, về sau chỉ cần thằng ba dám bắt nạt con thì con cứ nói với cô sẽ đánh gãy chân nó. Trương Đại Quan Nhân nghe mà lè cả lưỡi, mẹ, đừng ác vậy chứ. Lúc này La Tuệ Ninh cũng đặc biệt ra đón, vừa hay nghe thấy câu nói kia của Từ Lập Hoa,
cười nói không sai, đến lúc đó tôi là mẹ nuôi sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của nó. Trương đại quan nhân giả vờ đáng thương nói, mình thành công địch của nhân dân từ khi nào vậy? Sở Yên Nhiên cười nói, không phải công địch của nhân dân, mà là chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh. La Tuệ Ninh đã an bài tốt ở khách sạn rồi, đây là biệt thự số 6 của khách sạn Tây Sơn, bố trí vô cùng tỉ mỉ, hoàn cảnh vô cùng tao nhã, đám người rất nhanh tập trung trong phòng khách, đề tài của bọn họ trên cơ bản đều quay chung quanh tiến hành việc hôn nhân cho Trương Dương và Sở Yên Nhiên, thỉnh thoảng lại rộ lên những tiếng cười vui. Sở Yên Nhiên từ đầu đến cuối mặt đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Trương đại quan nhân thì vẫn ra mặt dày nhất quán, dù sao lợn chết không sợ nước sôi, người khác nói gì hắn cũng kệ. Margaret quan tâm nhất là hôn sự của bọn họ, bà ta kéo tay Sở Yên Nhiên, nói Yên Nhiên, hai đứa rốt cuộc có tính toán gì? Sở Yên Nhiên nói, bà không phải không bao giờ hỏi chuyện tình cảm của con. Thủy Chung nói tôn trọng lựa chọn của con ư. Margaret nói, tôn trọng. Nhưng tuổi của bà càng lớn thì càng sốt ruột, hai đứa yêu nhau nhiều năm như vậy rồi, không thể cứ làm người yêu mãi cả đời được. Sở Yên Nhiên nhìn sang Trương Dương xin giúp đỡ. Trương đại quan nhân nói, đúng vậy, Yên Nhiên, em có tính toán gì? Còn chưa nói hết câu thì La Tuệ Ninh đã gõ một phát vào đầu hắn, tiểu tử thối, con giả cờ cái gì? Hiện tại là lúc con phải tỏ thái độ rồi. Từ Lập Hoa cười nói, dậy rất đúng, tôi cũng muốn đánh nó. Trương đại quan nhân nói, các vị trưởng bối à, mọi người làm như vậy, con và Yên Nhiên có chút không thích ứng, thật ra hai đứa chúng con đã chuẩn bị tư tưởng cả rồi, nhưng chúng con cần một hoàn cảnh riêng, ít nhất cũng phải lưu lại một ký ức lãng mạn, mọi người cứ như ong vỡ tổ bức hôn, có phải có chút không đủ lãng mạn hay không? Lâm Tú nói, tôi lúc trẻ tuổi cũng rất lãng mạn, nhưng hiện tại mới phát hiện chân lý của cuộc sống là ở chỗ phải bình thản, lãng mạn gì cũng đều là giả cả. Trương Dương cười nói, lời này nếu để Tạ Cục nghe thấy, áp lực của ông ta khẳng định rất lớn. Lâm Tú cười nói, tôi không sợ hắn nghe thấy. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, con mau nói đi. Trương Dương ho khan một tiếng rồi nói, à, thật ra cũng không có gì để nói cả, con đã thương lượng với Yên Nhiên rồi, lần này trở về chúng con sẽ đăng ký kết hôn trước. Sở Yên Nhiên chớp chớp mắt, hắn đâu có thương lượng với mình. Margaret nghe hắn nói như vậy thì mừng rỡ liên tục gật đầu tốt. Tốt, tốt. Buổi chiều, Trương Dương và Sở Yên Nhiên trèo núi Tây Sơn, hai người dọc theo sơn đạo uốn lượn một đường đi lên, cây cối trên núi che khuất cả mặt trời, thỉnh thoảng có ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua khe hở của cây lá, hai người cơ hồ không hề nói gì trên đường đi. Sở Yên Nhiên cuối cùng vẫn không nhịn được, chuyện đăng ký kết hôn anh sao không thương lượng với em? Trương đại quan nhân nói, vừa rồi bọn họ ép như vậy, anh chỉ thuận miệng nói thế thôi. Sở Yên Nhiên nghe hắn nói như vậy thì không khỏi có chút tức giận, thì ra anh là nói cho có lệ. Trương Dương chỉ cười. Sở Yên Nhiên tức giận đến nỗi nhấc chân đá hắn một cái, Trương đại quan nhân né tránh, bỗng nhiên ra hiệu chớ có lên tiếng với Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên ngây ra một thoáng, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy trước ngực Trương Dương có một điểm sáng màu đỏ, liền kinh hô cẩn thận. Nói còn chưa dứt lời thì liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Sau đó thì nhìn thấy Trương Dương ôm đầu vai ngã xuống cỏ, Sở Yên Nhiên trợn to mắt, giống như điên cuồng lao tới, dùng thân thể mình che trước ngực Trương Dương. Sáu đạo bóng đen từ trên trời bay xuống, bọn họ đều mặc áo đen và che mặt, cầm vũ khí trong tay, vây Trương Dương và Sở Yên Nhiên ở giữa, sáu họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm vào họ. Trương đại quan nhân ôm vai, từ giữa kẽ tay máu chảy ra không ít, Sở Yên Nhiên đỡ hắn dậy, run giọng nói, Trương Dương, anh không sao chứ? Một gã cướp thân hình cao lớn ồm ồm nói, nếu muốn sống thì tốt nhất đừng phản kháng. Thủ hạ của hắn đi tới, kẹp Trương Dương và Sở Yên Nhiên, đưa bọn họ lên đỉnh núi, không ngờ ở đó có một chiếc trực thăng đang đỗ. Trương đại quan nhân thấp giọng nói với Sở Yên Nhiên, xem ra chúng ta bị bắt cóc rồi. Một gã bắt cóc đi tới đá vào bụng hắn một phát, như hung thần ác sát nói, cấm nói chuyện. Sau khi hai người bị đẩy lên trực thăng rất nhanh bay lên không. Có điều hình như không chuẩn bị bay đi, cửa máy bay cũng không đóng, chỉ bay lòng vòng trên không. Tên trông như thủ lĩnh đi tới trước mặt bọn họ, dùng họng súng đặt lên đầu Trương Dương. Sở Yên Nhiên cả kinh nói, dừng tay, các anh muốn bao nhiêu tiền? Tên bắt cóc cười gằn nói, tôi bắt các ngươi không phải vì tiền, tôi là muốn báo thù, tôi muốn giết hắn để báo thù. Đừng, tôi có thể cho các anh rất nhiều tiền, chỉ cần các anh tha cho anh ta. Tên bắt cóc tựa hồ bất phi sở động, kéo cò súng.
100 triệu có đủ hay không? Tên bắt cóc vẫn thờ ơ. Trương Dương nói, các anh muốn báo thù thì bắt tôi là được, thả cô ta đi, cô ta không liên can tới chuyện này, cô ta vô tội. Tên bắt cóc cười lạnh nói, đúng là một đôi uyên ương tình thâm nghĩa trọng, được, mày yêu cô ta như vậy thì tao sẽ thanh toán cho chúng mày, người nào nguyện ý chết trước? Tôi, hai người cơ hồ đồng thời đáp. Mấy tên bắt cóc liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Sở Yên Nhiên cắn cắn môi nói, Trương Dương, đừng tranh với em không thể chịu được đau khổ khi mất anh kiên cường hơn em, trên thế giới này em chỉ yêu một mình anh, nhưng trong lòng anh lại còn có rất nhiều người khác, để em đi trước, anh chắc có thể chịu đựng được. Trương Dương không ngờ gật đầu thật. Một gã bắt cóc tựa hồ bị Sở Yên Nhiên làm cho cảm động, đi tới đá vào mông Trương Dương một cước, mày con mẹ nó còn là người không? Người ta tốt với mày như vậy, mày không ngờ lại bảo người ta chết trước. Lại có một gã bắt cóc xông lên nện một báng súng vào lưng Trương Dương, tao con mẹ nó không nhịn được nữa rồi, đúng là không phải người, cô nương tốt như vậy mà mày không ngờ lăng nhăng ở sau lưng người ta. Trương đại quan nhân cười khổ nói, tôi ích, chưa từng gặp kẻ bắt cóc nào như các anh là bọn bắt cóc cơ mà, sao cứ như đàn bà thế, tôi thừa nhận, tôi không phải là người tốt, nhưng các anh cũng đéo phải là hạng tốt lành gì. Bắt cóc cũng có hạng chính nghĩa, tên bắt cóc cầm đầu nói, tao quyết định giết mày trước, thả cô nương này. Họng súng lại chỉ vào đầu Trương Dương. Sở Yên Nhiên thét to, đừng. Hai hàng nước mắt trong suốt đã tuôn rơi, các anh không thể giết anh ta được, tôi nguyện ý chết thay anh ta, nếu anh ta quan tâm tới tôi thì đây chính là sự trừng phạt tốt nhất đối với anh ta, khiến anh ta cả đời này phải sống trong tự trách và thống khổ. Trương Dương lắc đầu, Yên Nhiên, anh yêu em. Sở Yên Nhiên nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của hắn, bỗng nhiên ủy khuất tới bật khóc, Trương Dương, anh là tên tồi, từ sau khi em về, anh chưa từng nói với em câu này, sao không nói sớm? Hiện tại nói gì cũng muộn rồi, em hận anh. Một gã bắt cóc nói, xử lý hắn, cô nương tốt quá mà hắn không biết quý trọng. Lại có một gã không nhìn được dùng họng súng chĩa vào đầu Trương Dương. Trương Dương nói, các vị huynh đệ bắt cóc, trộm cũng có đạo. Cho dù các anh thật sự muốn giết tôi thì cũng cho tôi một cơ hội để tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi chết. Một gã nói, mày là thằng tồi, tao không muốn nghe gì cả. Một gã khác nói, không bằng nghe một chút xem. Tên cầm đầu nói, nghe cái rắm, đơn giản là hoa ngôn xảo ngữ, đừng nghe hắn lải nhải, xử lý hắn đi. Lập tức có hai người gật đầu nói, tôi thấy thằng chó này là kẻ lừa đảo, tôi đồng ý xử lý hắn. Có điều vẫn có một người đứng bên Trương Dương. Tôi cảm thấy hắn rất chân thành, người ta trước khi chết luôn nói lời thật, không bằng nghe một chút đi. Gã cầm đầu nói, mày ngậm miệng lại, nhìn các bộ dạng của mày đúng là hạng dễ bị lừa. Nhưng, chương 2184, người bay trên không một. Mấy tên cướp đồng thời nói với tên ủng hộ Trương Dương, câm miệng. Các anh tất cả câm miệng lại hết, anh ta nói chuyện với tôi, có liên quan gì tới đám bại hoại các anh? Mấy tên cướp bị cô ta quát cho ngây ra đó, tên cầm đầu nói, có lầm hay không vậy, chúng ta ai là cướp, súng ở trong tay chúng tôi, quyền lên tiếng ở bên chúng tôi. Đúng vậy, đám còn lại phụ họa. Trương đại quan nhân tức giận nói, tất cả câm miệng hết, tôi sắp chết rồi, cho tôi nói một câu không được à. Mấy tên cướp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Trương Dương nhìn vào hai mắt Sở Yên Nhiên rồi nói, Yên Nhiên. Có những lời anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng lại không kịp nói ra, anh yêu em, trong lòng anh thủy chung coi em còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Tôi không chịu nổi nữa rồi, hắn con mẹ nó quá dối trá. Một gã cướp không nhìn được giơ súng lên, nhìn dáng vẻ của hắn thì tựa hồ muốn một phát bắn chết Trương Dương một cách cho thống khoái. Sóng mắt của Sở Yên Nhiên lại trở nên vô cùng ôn nhu. Trương Dương nói, anh biết con người anh có rất nhiều tật xấu. Nhưng em chưa bao giờ từng ghét bỏ anh, chúng ta quen nhau ở Hắc Sơn Tử, khi đó anh chỉ là một gã tiểu tử ngốc nghếch, còn em là khuê nữ nhà giàu mà lại không ghét bỏ anh, toàn tâm toàn ý với anh, chớp mắt đã từ năm 92 tới năm 97, 5 năm rồi, Hồng Kông cũng trở về rồi, anh thủy chung lại không cho em một lời hứa thực sự, Yên Nhiên, anh là người không hiểu lãng mạn, anh cũng muốn cầu hôn em một cách lãng mạn, để em cả đời này không quên được. Nhưng anh không cách nào làm được. Hiện tại anh cuối cùng cũng hạ quyết định cầu hôn em, nhưng anh lại sắp phải rời khỏi nhân thế rồi, Yên Nhiên, nếu còn có kiếp sau thì em có nguyện ý gả cho anh không? Trong mắt đẹp của Sở Yên Nhiên đã đẫm nước mắt trong suốt, vẫn còn ở kiếp này, việc gì phải đợi tới kiếp sau, em nguyện ý gả cho anh, đời đời kiếp kiếp,
em đều nguyện ý làm vợ của anh. Một gã cướp nghe mà không nhịn được lệ nóng doanh tròng, xông lên vỗ một cái vào ót Trương Dương, đánh cái thằng ngu mày có phúc mà không biết hưởng. Gã cầm đầu nhấc súng lên nói xong chưa, xử lý hắn nhé, loại người cặn bã như hắn không đáng để được sống trên đời này. Họng súng được nhắm ngay vào đầu Trương Dương. Sở Yên Nhiên nói, chậm đã. Tên cầm đầu nói, sao? Không phải nói đã xong rồi ư? Sở Yên Nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Dương, thâm tình nói, Trương Dương, anh biết đó, em không thể chịu nổi nỗi đau mất anh, cho nên, anh phải tha thứ cho một nữ nhân ích kỷ như em. Cô ta nói xong thì bỗng nhiên lao về phía cửa máy bay không đóng, đẩy tên cướp gác cửa ra rồi nhảy xuống. Trương đại quan nhân kêu thảm thiết, Yên Nhiên. Tốc độ phản ứng của thằng cha này tuyệt đối là nhất lưu, nhưng vẫn không kịp túm lấy Sở Yên Nhiên trước khi cô ta nhảy ra. Thằng cha này ngay lập tức liền xông ra ngoài, nhảy xuống từ cửa theo Sở Yên Nhiên. Bọn cướp hiển nhiên không ngờ một màn này lại xảy ra, tên cướp đứng ở cửa bị Sở Yên Nhiên đẩy ra nhanh chóng kéo tấm vải che trên mặt xuống. Thằng cha này không ngờ là viên tân dân, hắn ảo não không thôi nói, xong rồi, anh Dương, anh có mang dù để nhảy đâu. Sở Yên Nhiên sau khi nhảy ra ngoài thì cô ta cảm thấy thân thể của mình giống như một chiếc lông chim bồng bềnh, sau đó thì nhanh chóng hạ xuống, tiếng gió rít gào bên tai, trước mắt hiện ra tình cảnh khi cô ta và Trương Dương mới quen nhau. Cô ta nghe thấy tiếng cầu hôn của Trương Dương, nghe thấy tiếng thổ lộ chân thành của hắn, cô ta cảm thấy yêu hắn lâu như vậy là đáng, sự chờ đợi của cô ta cũng đáng. Nhưng cô ta vì sao phải khóc? Bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên, thậm chí không kịp để thể hội. Tất cả đương nhiên không phải là kết thúc, khi Sở Yên Nhiên nhảy ra khỏi cửa máy bay thì cởi áo khoác ra, trên lưng của cô ta có một cái túi loại nhỏ, không ai chú ý tới chi tiết này. Sở Yên Nhiên nhìn thấy một mảng xanh mượt của đỉnh núi, nhìn thấy cảnh vật không ngừng to ra, cô ta nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thái cơ thể thật tốt trên không, nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị bung dù thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét to, sau đó thì nhìn thấy Trương Dương rơi xuống sát bên cạnh mình, Trương đại quan nhân mở to mắt. Khi hắn nhảy xuống mới nhìn rõ Sở Yên Nhiên không ngờ có dù, hắn trong lúc nguy cấp cũng nhảy ra ngoài theo là muốn đuổi theo cô ta trước khi cô ta rơi xuống đất, lợi dụng nội lực của mình để giảm bớt trọng lực của Sở Yên Nhiên. Kéo cô ta lại khỏi cái chết, nhưng Trương đại quan nhân sau khi nhảy ra mới phát hiện Sở Yên Nhiên không ngờ đã sớm có chuẩn bị, không ngờ cô ta không phải là chủ động muốn chết, mà là mình mới đúng. Nhưng mình thẳng tắp nhảy xuống, đừng nói là có dù, cho dù một cái lông cũng không có. Trương đại quan nhân ai oán kêu lên, thân thể đột nhiên rơi xuống bên cạnh Sở Yên Nhiên, vốn hắn là muốn đá vào mông Sở Yên Nhiên một cước, dùng hết lực lượng toàn thân hóa giải thế rơi của cô ta để bảo hộ cho cô ta được bình an, nhưng vừa vươn chân ra thì thấy không cần thiết, thằng cha này tràn ngập ủy khuất hét lên, Yên Nhiên, em lừa anh. Cái dù hình cánh của Sở Yên Nhiên vừa ngỏa, xoay vài vòng trên không trung rồi vững vàng hạ xuống bãi cỏ ở đỉnh núi. Cô ta đưa mắt nhìn lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Trương Dương đâu nữa rồi, trong lòng vừa gấp vừa sợ, hét to, Trương Dương. Trương Dương. Trong nhất thời lòng xám như cho tan, nếu Trương Dương chết thật thì cô ta sống một mình trên đời còn có ý nghĩa gì? Trực thăng chậm rãi hạ xuống, 6 tên cướp lúc này đã không còn che mắt, chính là đám tiểu tử từ Kiến Quốc, viên tân dân, hiện tại cả đám bọn họ mặt cúi gằm. Bọn họ hôm nay tới đây là theo yêu cầu của Trương Dương. Là muốn trình diễn một màn cầu hôn thật lãng mạn, nhưng không ngờ không thấy lãng mạn đâu mà lại thành tai nạn. Thấy Sở Yên Nhiên và Trương Dương trước sau nhảy xuống, mấy người tất cả trợn tròn mắt, xảy ra tai nạn chết người rồi, giờ phải giải quyết thế nào đây? Sở Yên Nhiên vừa khóc vừa lao về phía chỗ cây cối cao ngất, Trương Dương chắc là rơi xuống rừng cây đó. Trong lòng Sở Yên Nhiên chỉ có một suy nghĩ, Trương Dương nếu chết thì mình cũng sẽ đi theo hắn. Từ Kiến Quốc dùng cánh tay thụi ngã viên tân dân, đều con mẹ nó tại anh, ai bảo anh không đóng cửa trực thăng. Ai bảo anh không cản anh Dương. Viên tân dân vẻ mặt đau khổ nói, anh cho rằng tôi muốn lắm à, đó không phải là anh Dương đã an bài ư. Bảo chúng ta để mở cửa máy bay, đợi lát nữa anh ta sẽ đoạt lấy dù để nhảy, mang Sở Yên Nhiên nhảy xuống thật lãng mạn, nhưng tôi nào có biết anh ta chẳng mang theo dù đã nhảy xuống rồi. Hắn ảo não cúi đầu, biết thế đeo dù lên lưng anh ta trước. Từ Kiến Quốc tức giận nói, nhưng Sở Yên Nhiên sao lại có dù để nhảy? Viên tân dân nói, tôi cũng không biết. Chương 2185, người bay trên không 2. Chẳng lẽ cô ta đã sớm nhìn thấu kế hoạch của chúng ta ư? Sở Yên Nhiên vừa khóc vừa tìm, Trương Dương. Trương Dương,
em hận anh, em hận anh. Ngay khi cô ta dần dần đánh mất hy vọng thì nghe thấy một âm thanh mỏng manh từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Nhà đầu, em vừa rồi không phải đã nói yêu anh ư? Sở Yên Nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trương Đại Quan Nhân quần áo tả tơi treo trên cây, bộ dạng hiện tại cực kỳ giống một con rơi. Nhìn thấy hắn vẫn sống, Sở Yên Nhiên kích động xông lên phía trước. Trương Dương, anh còn sống, anh còn sống. Cô ta tóm lấy tay Trương Dương rồi ra sức lắc. Trương Đại Quan Nhân kêu thảm thiết, nhẹ thôi, hình như anh gãy tay rồi. Sở Yên Nhiên quan tâm nói, anh bị thương có nặng lắm không, em đỡ anh xuống trước. Bởi vì quá mức kích động nên cô ta trở nên có chút nói năng lộn xộn. Trương Dương nói, Yên Nhiên, lấy anh đi. Sở Yên Nhiên ra sức gật đầu, cô ta ôm mặt Trương Dương, tặng cho hắn một nụ hôn dài đầy thâm tình. Đám tiểu tử từ Kiến Quốc lúc này cũng tới theo, vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt, Viên Tân Dân lệ nóng doanh tròng. Từ Kiến Quốc thì vỗ một cái vào đầu hắn, anh khóc cái chó gì. Viên Tân Dân vừa gạt lệ vừa nói, rất khiến cho người ta cảm động. Sở Yên Nhiên buông Trương Dương ra, lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi đã bị đám tiểu tử này nhìn thấy hết, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, gắt, đám tiểu tử thối cái cậu, còn không mau tới đây giúp một tay. Bị cô ta quát như vậy, đám người đó từ Kiến Quốc mới hồi phục lại tinh thần, ba chân bốn cẳng lao tới đỡ Trương Dương xuống. Trương Đại Quan Nhân cho dù là võ công cái thế thì từ trên trực thăng ngã xuống cũng khiến hắn không chịu nổi, tay trái của hắn đã gãy, vốn Trương Đại Quan Nhân cũng không đến mức bị thương. Nhưng hắn từ trên trực thăng nhảy xuống, muốn cứu Sở Yên Nhiên, kết quả lại phát hiện Sở Yên Nhiên mang theo dù, thằng cha này mới biết vòng một vòng lại thành mình bị lừa, chỉ có thể tận hết khả năng nhảy không dù từ trên cao xuống. Cuối cùng thì hạ xuống rừng cây, làm gãy rất nhiều cành, cánh tay trong lúc va chạm đã gãy xương, có điều những cành cây này cũng giảm bớt thế rơi của hắn, tránh cho hắn một màn máu chảy đầu rơi. Sở Yên Nhiên nhìn thấy cánh tay Trương Dương bị gãy, vừa đau lòng vừa khổ sở. Nhìn đám tiểu tử ở xung quanh thì tức không chịu nổi, chỉ vào Từ Kiến Quốc rồi quát lớn, các cậu bị bệnh à? Ăn no rừng mở rồi đi làm cướp, suýt nữa thì hạ chết chúng tôi rồi. Từ Kiến Quốc bị mắng té tát, hắn ủ rũ nói, anh Trương, anh nói một câu công đạo lý, chủ ý tổn hại như vậy chúng em làm sao mà nghĩ ra được, rốt cuộc là thế nào thì anh giải thích cho chị Yên Nhiên đi. Trương Đại Quan Nhân dùng tay phải chỉ vào tiểu tử này rồi nói, đúng rồi, các cậu giải thích đi, sao lại bắt cóc chúng tôi? Thiếu chút nữa thì hại chết chúng tôi rồi, vừa rồi ở trên trực thăng là ai đánh tôi, ai đá tôi? Đúng ra cho tôi. Đa số mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Viên Tân Dân, Viên Tân Dân lại nhìn sang Từ Kiến Quốc, còn lặng lẽ chu mỏ về phía Từ Kiến Quốc. Từ Kiến Quốc nói, anh sao lại nhìn tôi? Viên Tân Dân nói, anh dẫn đầu, chúng tôi không biết gì cả. Trương Dương nói, Yên Nhiên sao lại có dù để nhảy? Ai đã bán đứng tôi? Sở Yên Nhiên đã sớm biết việc này, Trương Dương gọi đám nhóc này để làm một vở kịch cầu hôn, muốn lưu lại cho Minfer một ấn tượng sâu sắc, nhưng không ngờ khéo quá hóa vụng, cô ta tức giận đến nỗi véo tay Trương Dương, anh gieo gió gặt bão. Ái, Trương Đại Quan Nhân kêu thảm thiết. Sở Yên Nhiên tức giận nhìn đám tiểu tử đang xem náo nhiệt, nhìn cái gì? Còn không mau đưa anh ta tới bệnh viện. Trương Đại Quan Nhân lại lắc đầu nói, thôi, hai chúng ta đi làm giấy kết hôn đã. Sở Yên Nhiên nói, tay anh gãy rồi còn đi cái gì, sáng mai đi cũng được. Từ Kiến Quốc nói, đi luôn đi, bọn anh em vẫn đang đợi ở cục dân chính. Trong cục dân chính khu thành Tây của Kinh Thành, Từ Kiến Cơ dẫn Hồng Nguyệt, Tiết Vĩ Nồng đều chờ ở đó, nhân mạch của hắn ở Kinh Thành rất rộng. Trương Dương sau khi Sở Yên Nhiên về thì quyết định lần này phải đi làm giấy kết hôn với cô ta, bởi vì Sở Yên Nhiên trước mắt đang có quốc tịch Mỹ, Trương Đại Quan Nhân thì là quốc tịch Trung Quốc. Cho nên thủ tục của hai người có chút rắc rối, có điều cái này không làm khó được Từ Kiến Cơ, hắn chấp nhận giúp Trương Dương giải quyết chuyện này. Kế hoạch hôm nay vốn là đám tiểu tử Từ Kiến Quốc giả mạo bọn cướp dọa Sở Yên Nhiên, bọn họ bắt cóc hai người lên trời, Trương Đại Quan Nhân sẽ anh hùng, cướp dù ôm Sở Yên Nhiên nhảy dù một cách lãng mạn, đám tiểu tử này ngay cả dù hoa hồng cũng chuẩn bị rồi, tưởng đây là một hồi cầu hôn cực kỳ có sáng ý, ai có thể ngờ được trong quá trình diễn trò lại xuất hiện bất ngờ. Sở Yên Nhiên không ngờ thực sự vì Trương Dương mà từ trên trực thăng nhảy xuống, càng làm cho người ta không ngờ tới là cô ta còn chuẩn bị trước cả dù rồi. Trương Đại Quan Nhân Thủy Chung không nghĩ thông, Sở Yên Nhiên chuẩn bị dù để nhảy từ lúc nào. Cô ta làm sao mà biết kế hoạch cầu hôn trên không trung của mình. Hiện tại Trương Đại Quan Nhân đã thay âu phục, tay cũng được nẹp lại, đeo băng trên cổ, trên mặt còn có không ít vết máu do cành cây quẹt phải, có điều cái này không hề ảnh hưởng tới tinh thần của hắn.
thằng cha này vẫn là bộ dạng vui sướng, hắn hỏi Sở Yên Nhiên, chẳng lẽ em đã sớm nhìn thấu là bọn họ đang diễn trò? Sở Yên Nhiên nói, hành động sứt sẹo như vậy kẻ ngốc mới không nhìn ra. Trương Dương nói, chẳng lẽ em không rõ nhảy xuống thì thực sự sẽ bị ngã chết ư? Biết, không thì sao em lại chuẩn bị dù, chỉ là em không ngờ anh sẽ nhảy ra theo. Trương Đại Quan Nhân nói, anh nếu thực sự ngã chết thì sao? Sở Yên Nhiên nói, với bản sự của anh thì sao có thể bị ngã chết được? Nếu ngã chết thật thì sao? Sở Yên Nhiên nói, em sẽ chết theo anh. Trương Đại Quan Nhân nhìn Sở Yên Nhiên, trong lòng rất cảm động. Khi bọn họ tới nơi đăng ký thì Từ Kiến Cơ, Tiết Vĩ Nồng tất cả xông tới, Tiết Vĩ Nồng nhìn tay Trương Dương, chế nhạo, Tam ca, sao lại băng bó thế? Từ Kiến Quốc và Viên Tân Dân tranh nhau kể lại một lượt kinh lịch vừa rồi, Tiết Vĩ Nồng tuy rằng không đích thân tới hiện trường, nhưng nghe cũng hết cả hồn. Trương Đại Quan Nhân chỉ vào Từ Kiến Cơ và Viên Tân Dân, hai cậu chờ đó, đợi tay tôi khỏi rồi chuyện thứ nhất tôi làm sẽ là tẩn cho hai cậu một trận, nhất định là các cậu bán đứng tôi. Hai tiểu tử kêu khổ không ngừng, Tiết Vĩ Nồng nói, Tam ca, thật ra chuyện này không liên quan tới họ, là em tiết lộ cho Yên Nhiên. Em ư? Tiết Vĩ Nồng gật đầu sợ hãi. Sở Yên Nhiên đi tới ôm cánh tay Tiết Vĩ Nồng, một đám đàn ông các anh hợp nhau lại khi dễ một thiếu nữ như em, Vĩ Nồng nhìn không nổi, cho nên đã lộ ra một chút tin tức cho em, vì thế chúng em đã nghĩ ra kế hoạch lấy đạo của người trả cho người này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 227.